em nhắn. Anh hỗ trợ cho khách xem hàng giùm em với, nếu mà đúng mẫu khách không nhận thì anh lấy tiền ship hộ em ạ. À. Dạ dạ đấy, cảm ơn. Ủa để bật ở trên mà chị. Ok mà nó không rung. Mày vô đi. Ờ chị ở Buôn Mê Thuột đúng rồi. Chị ơi chị muốn hỏi em đặt comment đi. Black kìa. Mày nữa rồi kìa. Cái lo nó bị nữa rồi đó. Nó từ kì. Đi sửa nó mới rồi đó. Ok. Hello các chị. Cho đi mọi người ơi. Đầm này hàng Quảng Châu, bao đẹp dài tóc chân nha. Đầm 140 đỏ chị Hồ Thị Ngọc Trâm. Còn 140 vàng. Con này con mình chim là đầm 139, có 2 đầm tặng luôn cho hai chị nha. Đầm 139 bị bông 2 cái tặng cho hai chị. Hôm nay em xả nhanh, cả nhà mình chú ý cố gắng chốt đơn dùng đơn giùm em nhé. Đầm 139 còn nè. Đầm 139 còn. Đầm 140 vàng chị Hoàng Thị Hoàng Thu Huyền. Trời ơi cái bộ đẹp lắm, bộ này hàng Mango nha. Bộ này 135 là rẻ nhất luôn á. Bây giờ em sale 92.000. Comment cho em mã bộ 92k nha. Con này là hàng sale luôn á mấy chị. Tại vì hàng Mango các chị ra ngoài mua là 170, 180 một bộ đó, không có giá nào bao chị. Ừ, 2 bộ. Đầm 139 chị Nguyễn Hạnh. Rồi. Set xâm mặt đầu lai
chị xả em hết. 92.000. Đầm 140 đổi em hết. 92.000. 92 cho chị Beonire. Rồi, bra trắng xả 65.000 luôn đó biết ơi, tặng luôn. 65.000 thôi. Áo dây hàng loại mùa hè Quảng Châu nha, có màu cam đất, màu nu và màu trắng. Cam đất, nu, trắng đen, 65 kèm màu cho em. Đây nè, đựng cho hàng Quảng Châu đàng hoàng, nhận hàng là bao mê nha. Lên đơn cho em mã 65 kèm màu đen, trắng, cam, nu nha, tặng luôn 62k cách luôn. Quá rẻ. Trời ơi, cái sơ mi này 220 nè. Chiều nay em xả toàn hàng Quảng Châu thôi nha mấy chị ơi. Sơ mi Dior hàng cao cấp 99.000. Rất đẹp mê man. Comment cho em mã sơ mi 99. Mã sơ mi 99 á. Bờ ra 65 trắng cho chị. Bờ ra 65 trắng chị Tân Hồ. Rồi nhanh tay tương tác cho em nè mấy chị ơi. Ngố 79 luôn. Ngố 79 ngàn. Comment mã ngố 79. 65 đen chị Kiêu Kiêu Diễm. Ngố 79. Sơ mi này cho em 50. Comment cho em mã sơ mi 50 luôn bà nhà ơi. Sơ mi 50. Sơ mi 99 Thảo Hồ. Sơ mi 50 luôn. Rồi một con quần tay suông. Quần tay suông này size 45kg đổ về nha, size S mọi người. Comment cho em S99 luôn. Ngố 79 chị Beonire. 65 còn trắng á. Bé quanh rít nha. Con này xe cho mọi người S99 nha. Quần suông 99 ngàn. 65 đen còn. S99. 65 đen chị Nguyễn Trinh. Em đọc mã nào mình comment mã đó kìa. Thúy ơi đừng có xếp nữa. Không kịp nữa kìa. Rồi cho em áo 50. Áo 50 mấy chị ơi. Comment cho em mã áo caro 50. Sơ mi 50 chị bé Onire. Comment caro 50 nha. Tặng hết với cái hàng này cho khách luôn. Quần suông hơi le nhẹ size S. Comment cho em S99 nha. Suông hơi le nhẹ. Tay suông S99 chị Đào Hạch. Comment cho em là comment cái này cho em S98 để cho khỏi lộn. Hơi le nhẹ. Chị kêu em là cục xí ngầu ông mới lắp kìa. Bé Wanix kêu là chị kêu là cục xí ngầu đi. Dạ em kêu chị là cục xí ngầu ạ. S98 nha. S98 65 đen em biết. Chị mã nó kìa thời tiền 65. Suông nè, quần suông còn cái nè. Suông này cho em sai. Suông le nhẹ nè. L98. Mã gì? 65 đen đó. Rồi S98, M98 và L98 nha. Quần suông C98 ngàn thôi. Còn mình SML giùm em. Ừ. Chị sắm cái qua ráng mấy tháng đi qua shop mới mua cho cái lo mới. Đập nó chết luôn. 98 kèm size SML giùm em mấy chị. Pina hả? Rồi nha ta Nhi ơi. SML 98. Dạ ok chị cục xí ngầu ạ. Sẽ đang bận 95 ngàn mọi người ơi. Không nhiều lắm em, nhiều lắm. 98 nhiều lắm. Ừ. 98 giờ chị Lâm Thuy. 98 gom hết bill lại cho em tính nữa tiền. Sơ mi 50 chị Thảo Dương. Không sẽ đúng chị. Mà caro chứ sơ mi kia hết nha. Dạ sẽ đúng chị. Sơ mi 50 chị là cái 99 hết còn 98 thôi. 98 nó hơi loe nhẹ. 98 nó hơi loe nhẹ cả nhà mình ơi. Rồi, lên cho em áo trắng. Trắng này có cổ luôn 60 ngàn thôi nha. Logo đẹp lắm luôn. 98 luôn. 99 em hết. 98 mở chị Mỹ Lệ. Áo 60. Áo 60. Ống 40. 40 đen, 40 ra, 40 đen, 40 nu. 98. Chị đào hàng có 98S rồi. Rồi mã 98 chút cho nhiều nha. Chị nào có nhiều lắm. Chút 98 luôn. 98 mở chị Mỹ Lệ. Có. Rồi xong chưa? Thì bắt một bên Mỹ Lệ. Rồi. Trắng 60 cho chị Nguyễn Hoàng Thiên Lý. 40 đen, 40 nu. Đẹp chưa? Rồi áo này em nói thiệt luôn em bán 170 luôn mấy chị. Hàng Quảng Châu này thấy chưa? Rất là đẹp, mặc với lại quần len mắt đẹp luôn, xe cho người luôn 120. Comment cho em trắng. 40 màu 5 chị Trinh Lê. Còn cho em trắng trắng cho em là suông là còn suông này có sao em? Trắng 1120. Trắng 79 là cái gì? Trắng 70 có. Rồi cho em mã này 110. Được rồi em. Không em lấy keo giá. Con này cho em 110.000. Cho thấy chị keo á. Đưa bao keo. Trắng 110 mọi người ơi. Rồi, trắng. Nhanh 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 nhanh. Ủa có một cái xe đâu. Cái gì vậy? Không có thì bỏ qua bên đi em ơi. Bỏ qua bên tí nữa bỏ quần sau. Chị nói quần còn nhiều mà. Thế giúp kêu. Trắng 120 chị Duy em Trần. Rồi, bỏ chi bill ra trước nè. Quần 98 bỏ qua bên, bỏ cái túi tí nữa đưa. Trắng 101. Rồi. Trắng 101 cái chị Luyện Phạm. Rồi. Rồi qua bỏ bill đi tiền ơi nha. Rồi, bộ này trời ơi. LV nâu này mát đẹp nha. LV nâu này cho em luôn. Chị 135.
Dạ em cảm ơn chị Kelly muối ạ. 135, bộ này 170 giùm sale 135 nhá. Comment cho em là bộ 135 luôn mấy chị. Bộ 135 luôn. 800 là cái này. 801 là cái này. Ờ. Đó như tiền thế là như tiền kìa. Chia ra chứ. Rồi lên đơn cho em mã này ha. Bộ rip này sale cho mọi người luôn 60 ngàn nha. Bộ rip thân dài đẹp lắm, 60k. Lên đơn cho em mã 60. Thúy ơi, thấy thấy thấy. Cái gì? 620 đó. Cái gì ạ? Chị Tuyền. Trắng 60. Trắng 60 là cái áo. Cái áo ơi, không có đó 102. Rồi. Lấy áo trắng ra. Rồi tiếp nè. Quần tay ạ, tay ổng le có độ size mã 98 có độ size mấy chị ơi. Mấy chị cho em xin cái bộ rip 60 chị Nguyễn Chảnh. Rồi. Chị nhanh lên tiền ơi. Chị la nhanh nè. Rồi con này cho em mã bộ. Bộ này em xem 19.95 ngàn luôn đi, cho mình mã bộ set 95. Áo sơ mi kèm quần 95 ngàn. Ờ em hết. Rồi. Quần phòng kèm áo vô rip, con này cho em 89 ngàn luôn. Cái áo ống này là 60 này mấy chị nè. Rồi áo ống nè, với quần. Quần set là 89 ngàn, có 2 set, comment cho em set 89 luôn. Set 89 có 2. Rồi bộ này đẹp quá, mang gồ loại 1 hàng nhà chinh nha. Con này sale cho mấy chị 135 ngàn, comment cho em bộ 135. Bao đẹp nha, mang gồ loại 1 cho em chứ không phải hàng thường đâu mấy chị. 135 là bằng giá set 89 chị Thảo Hồ. Rồi comment cho em set mã bộ 135. Bộ 135. Rồi con này cho em mã đầm 89. Mã vàng 89 hoặc vàng 89 đi. Vàng 89 cho em luôn mấy chị ha. Maxi vàng 89 ngàn. Vàng 89 ngàn. Bộ áo này set 89 em hết. Áo này xinh lắm, em mặc sau. Bộ 135 chị Nguyễn Hạnh. Rồi trắng này cho em. Trắng cho em 90k đi mấy chị ơi. Áo này hàng xô đẹp lắm. 90 ngàn comment cho em trắng 90. Comment cho em trắng 90 nè. Áo sơ mi trắng 90. Con này trắng 99. Con này cổ bèo hai lớp luôn. Trắng 99 chị Thi Barbie. Hàng xả rồi đừng có xả nữa nha mấy chị ơi. Chọn chắc giùm em nha. Trắng 99 nè. Hàng này em đã bán xả rồi mấy chị, mua rẻ rồi mấy chị đừng có xả ra, xả vô tụi em nha. Trắng 90 chị Kim Châu. 139 ngàn luôn đi. Có 95, 99. Còn nhiều. Còn nhiều em. Xét 95 là cái này. Set 95 chị Vũ Linh Đinh. Review, review tiền ơi. Tôi thấy ba mã là review nhanh lắm. 99. Rồi. Vàng 139 có vàng với đỏ nè, vàng với hồng nè. Trời đẹp quá à. Hàng này không ai bán mất chị 139 đâu. Đầm nha, 139 vàng, 139 hồng, hai màu. Hai màu nhá, 139 có vàng hồng nè. Bầu bỉ bon chen thoải mái, vải rất là đẹp. Hàng bon có 4 5 con thôi, 139 ngàn. Bộ đẹp không? 139 vàng với hồng. Rồi cho em này 135 ngàn luôn mấy chị ơi. Hồng 135. Đầm hoa là hoàng quảng châu toàn bộ. Hồng 135 cho em. Hồng 135. Chỗ sơ mi đẹp có luôn hả? Sơ mi đẹp lắm nè mọi người. Nâu 101 luôn. Mấy chị em thích mã nào mấy chị chấm em qua mã khác mấy chị ơi. Sơ mi nâu bản tặng nâu 110 ngàn. Nâu 110 ngàn. Con này áo thun không là 120 rồi. Còn mình cho em set 120. Hồng 135 chị Trúc Thuy. Con này sale cho mấy chị set 120 nha. Hàng Quảng Châu, quần rin, áo thun. Hồng 135 chị Lê Vân. Set 120. Sặc bộ mango cánh dơ tay lỡ hàng loại 1 nha, đùi. Em không có, em nhân viên em nó nào cũng có bộ này luôn xinh. Sơ mi nâu. Mấy chị có bàn diễn cái mẹ với nha mấy chị ơi. Rê diễn lên buổi sáng rồi Duyên ơi. Sơ mi nâu chị Kim Châu. Rồi cái này cho em 99 sọc. Mã sọc 99 ngàn. Sọc 99 ngàn. Set 120 chị Vi Nguyễn. Rồi. Trời ơi, sơ mi đẹp chưa, phong rộng mang bố đẹp nha. Sơ mi 95 ngàn. Sơ mi 95 ngàn cho em. Thun thái xịn sò luôn, 89 ngàn trắng. Comment cho em trắng 89. Bán tặng hết cho cả nhà mình luôn. Nó có một cái thì em xả rẻ, thiệt là rẻ cho mấy chị, để mấy chị dùng đơn cho nó xong ha. Rồi, thun thái cho em, 60 loại mặt đẹp, trắng 89. Sơ mi 95 chị Kelly muối. Rồi, bộ này còn. Trời ơi, 99 xanh cho em. Con này đầm nha, 99 xanh. Ngố luôn. Hồng 99 ngàn. Hồng 99 ngàn. Xét ngố hồng 99. Khoác gió cho em nè. Trời ơi, đẹp quá. Hôm nay bị lỗi nha. 99 chị Trinh Lê. Này móc lên hàng lỗi. 99 là này.
xanh 99 hay là hồng 99? Chị Trinh Lê, chị lấy xanh hay hồng 99 chị ơi? Sao đang mặc 95 ngàn hàng sơ mi nha. Thủy bóp trên này. Đứng đây xưa và chờ. Hồng 99 chị thích 30 e. Trinh Lê lấy xanh. Rồi Lê cho em. Trinh Lê là này. Comment cho em mã Lê 95 nè, hàng theo nha. À quên, nhầm Lê 115 nha. Lê áo chung với quần Lê 115. Lê 115 nè. 115 có trắng và 115 có đen. Quần Lê áo thun thái. 115 có trắng và 115 có đen. Chị nhớ đỡ chị bị cảnh báo với em mà chị ơi, chị muốn đặt hàng chuyển khoản chị đặt hàng chị nhá. Sáu đùi 65, đùi xám 65. Áo khoác vừa rồi em còn màu đen hay màu đỏ gì đó. Áo khoác mã này em còn đỏ đúng không? Xét ý mặc quần không có túi tình yêu ơi, có bo chun. Xét ý mặc có quần có bo chun thôi, không có túi ạ. Rồi Lê 105, Lê 115 đen quá chị, tăng hồ. Còn trắng. Con này xám 65. Xám 65. Xám 65 nha. Trắng 65. Đùi 65 chị Trinh Nguyễn. Trắng 65 luôn. Trắng 65 luôn giùm em. Lê chị Thảo Hồ. Rồi khoác xanh hết, khoác xanh bị lỗ rồi. Xét đủ nữa chị ơi, trời ơi. Trắng 65 cho chị Tâm Phạm. 99 ngàn luôn giùm em. Nô 99 ngàn, nguyên cái xét đủ có 99 ngàn. Nó rẻ kinh khủng không mọi người. Lưng bo chun rồi hả, có túi này đủ nha. Con này hàng bom nó hơi nhăn một tí xíu nè. Cho em nu 99 ngàn, xét đủ nu 99. Cái này hàng xả nên mỗi mỗi chỉ có 1-2 cái. Mấy chị lựa hàng chắc tay giùm em, đừng có xả vô xả vào nha mấy chị ơi. Nu 79. Ngố nu nha, ngố 79 ngàn, comment cho em nu 79. Nu 79. Nu 99 nha chị Nguyễn Hạnh. Rồi sơ mi này form rộng, nô 79 chị Lam Hồng Nghi. Hồng 80k cho mấy em nè mấy chị ơi. Sơ mi form rộng. Sơ mi form rộng nha. Mặc cái quần ngố mát đẹp luôn, hồng 80. Hồng 80 ngàn. Siêu đẹp. Rồi bộ này cho em 139 ngàn này má ơi luôn á. Bộ hàng mango loại 1. Lê chẳng em hết. Hàng nhà Trinh cả nhà thấy không? Sơ các chị em nhà mình 139. 80 hồng chị Trinh Lê. Bộ 139 này có đỏ đô, hồng, nu, xanh. 139 kèm màu. Chị Nguyễn Tranh ơi, em cắn rồi em giật giật ở đây cho chị vừa lòng như chị Nguyễn Tranh. Người ta bán gần chết. Đã xả lẻ rồi mà còn bom đâu còn xả nữa. 139 vậy. 139 đủ cho chị. Cho em kèm màu vô nè mấy người ơi, mấy bé. Đây có nâu xanh, đỏ đô, hồng luôn. 139 đủ cho chị Trinh Lê. Trinh Lê sĩ hả? Rồi. Đủ kìa mà còn. Trinh Lê lẻ mà. Bộ. Bộ màu gì? Chị Trinh Lê ơi, mạng 139 em có màu á chị xanh, ơi. Xanh, đỏ, hồng, nâu. Em có màu xanh, màu đỏ, màu hồng và màu nâu á chị ơi. Đừng có một cái chứ á, một cái tôi lóc luôn, nghỉ chơi bà luôn. Đâu ở đây nè. Người ta tranh giành không có, không bán cho bà, tôi bán người khác rồi. Bà làm sao á. Thôi đi được không? Tôi đang ngồi tôi xả lẻ lỗ tôi điên lắm nha. Không, chị Lê nhà như sĩ. Không phải, hỏi thử. Chị Trinh Lê, chị phải sĩ không chị ơi? Mà cái chanh đó em đặt á mấy chị ơi. Inbox rồi em cho thông tin. Ờ đúng rồi. Ủa? Chị Trinh Lê ơi, chị phải sĩ không? Chị phải sĩ thì chị có mặt gì em với. Sĩ là sẽ có cái phần bình luận sĩ không? Rồi con này cho em Trinh Lê có cái phần mã cái này là sĩ, con này lẻ đó. Trinh Lê là em bỏ màu 139 màu hồng cho chị. Chị đó kêu là bộ màu 2. Trinh Lê, à đúng rồi chị bà đổi bà ta kìa. Em sửa ID sĩ đi. Đổi liền đi. Trên Lê con thấy trên Lê màu 2 này. Rồi bộ. Rồi. Bộ này em sale cho mấy chị luôn 120 ngàn nè. Một con áo thun, một cái quần đùi rinh nha, 120 ngàn. Các em cho em mã 120. Không yêu đâu. 120. Quần ngố đâu. Dạ dạ ok chị trên Lê chị đổi avatar em thấy lạ. Rồi. À lấy cái này comment cho em mã sơ mi 99 mấy chị ơi. Áo sơ mi 99 ngàn, comment cho em. À rồi chị Ngọc Bách, chị có chị đọc lại giùm em với. Sơ mi 99 nè. Sơ mi 99. Áo bô rép có mút ngực 55 ngàn, comment cho em mã trắng 55. Cái này áo trắng có mút ngực nha. Ngủ nu 79 em hết rồi mấy chị ơi. Ngủ nu qua mẹ nãy giờ rồi mà. Con này lên đơn cho em mã áo 55 có sẵn mút ngực nha. Mặc cái quần rin và bô rép luôn á. Trắng 55. Áo bling này kìa.
áo thun thái này, đẹp lắm. Đen 70 cho em. 120 chị Hương Trần. Đen 70 cho em. Xanh 120 cho em, bộ thể thao. Xe nào mọi? 95 ngàn. Xe 95 mà 95 chị nào lấy con mà là 95 Burberry là có đơn ạ. Rồi comment cho em set này 120, xanh 120 nè. Xanh 120. Rồi áo crop top trắng 50 cho em. Crop top nhớ chị ơi, trắng 50 ngàn. Trắng 50. Rồi bộ lam. Lam này đẹp lắm, lam 115. Lam này 115 ngàn. Comment cho em lam 115, khoảng cái năm sau. Lam 115 nha mọi người. Mấy chị ôm tích mạng nào, mấy chị chấm chấm qua mạng khác nha mấy chị ơi. Lam 115. Rồi rin 140 nè. Sơ mi phổ rin 140k. Sơ mi phổ rin 140. Ủa? Đen 70 chị Bích Trâm. Mạng chậm dữ vậy. Sơ mi phổ rin 140. Lam 115 chị Nguyễn Tê Thùy Linh. Sơ mi phổ rin 140. Rồi ngổ vàng này cho em 75 ngàn thôi. Có mình vàng 75. Trắng 50 chị Ngọc Ngọc. Vàng 75 nè mấy chị. Vàng 75. Thế rồi đúng rồi, đúng rồi. Xanh 120 chưa? Chụp mạnh đó em. Xếp đen mặc chị Nguyễn Thủy. Cứ lột nhiều ra tiền để tí là cắt người ra đi không. Cứ lột nhiều ra đi, cứ lột mấy chồng đi. Lột nhiều vào. Rồi cái xếp này cho em một cỡ. Đuổi luôn nhá. Vàng 75 chị Trinh Nguyễn. Em chị đang Trinh mặc là Nguyễn ơi, sáng chị ở cọc cho bên em chưa chị ha? Đây của mình cũng nhiều rồi. Rồi em lấy một ri xuống đi. Rồi set vàng đuổi này cho em 101 luôn mấy chị ơi. Mày bán tặng vàng 110. Vàng 110 nhá. Vàng 110. Áo này là dạng sơ mi cổ tròn, tay phòng đẹp, mặc với chân vai đen siêu xinh nhá. Cho em trắng 65. Trắng 65 luôn. Trắng 65 ngàn. Lam 115 hết. Dạ rồi ok, chân Nguyễn chị đọc tiếp đi ạ. Trắng 50 mét. Rồi nó bị bom này mấy chị ơi, set vest đùi 85 ngàn, comment cho em vest 85. Comment cho em vest 85 luôn. Thiếu quần nữa. Vest 85. Rồi bộ này cho em mã bộ 89. 89 ngàn bộ này. Rồi bộ 89 cho em nhé. Bộ 89 nè. Chị Tuyền Đặng ơi, để tại bên đang like, có gì tí nữa bên like xong bên rep thì nhắn mình nha chị ơi. Rồi cho em trắng 60 nè. Bô đít thái có cổ nha. Trắng 60 ngàn cái thôi. Trắng 60. Đen 60. Hai màu. Con này mặc đúng quần rin đúng đẹp. Trắng 60. Chị Quyên Trần ơi, chị cho em xin số điện thoại đi kèm với chị ơi. Cho em 89 chị ạ. Cộng thu NG. Con này cho em caro đen 60. Caro đen 60 mấy chị ơi. Đó. Vết 85 chị Ngọc Anh. Đen 60, đen 50 nha. Caro 50, trời áo đẹp quá. Rồi đen 60 Nguyễn Trang. Con này 99 ngàn thôi. Xếp vàng 101 Liên Trần. Vả bao dày cho em. Đen 99 giùm em nha mấy chị ơi. Áo kiểu. Con này bó chân mấy trắng mắt xinh nha. Trắng 60 chị Bùi Thị Thu Hà. Cho em đen 99. Đen 99 nha. Đen 99. Trắng 99 luôn. Hai màu đen trắng 99 ngàn. Đen trắng 99 ngàn nha. Vết 85 em hết. Đen hoặc trắng 99 ngàn. Trời ơi, áo đẹp quá này. Hàng bom. Đen 99 Hương Trần. Hàng bom toàn mấy cái hàng đẹp đẹp không mấy chị. Tại vì hàng khách dành nha, xong rồi khách không bắt máy rồi thuê bao rồi này kia nọ em xả. Rồi lên đơn cho em mã này, áo nhúm. Nhúm cho em 70. Áo nhúm nhá, nhúm bên qua này nè. Nhúm 70. 99 cộng thu NG. Nhúm 70. Caro 50 chị ạ. Khương Vy. Rồi bộ này em sale cho mấy chị luôn, bộ 100 ngàn. Bộ này hàng lụa ra tên. Chị em hết, xếp vàng em hết. Lụa mấy chị mà được em đọc tên là có đơn nha mấy chị ơi. Nhấn 70 chị lên sorry. Rồi con này cho em mã bộ 100 nha. Lụa Latin mà rẻ không? Có 100 ngàn thôi đó. Lụa Latin cho em. Lụa Latin ha. Rồi đen 39 ngàn áo len. Đen 39. Hơi nhăn tí bị bom nha mọi người. Đen 39 trắng 39. Đen 39 trắng 39 nè.
nhún em hết. Rồi, đỏ 50. Bô rip 50.000. Đen 39 chị Linh Thùy. Có hai áo tặng luôn 50.000, áo bô rip em bán 7 7 7 9 8 9 hết á. Rồi giùm sale 50 nha. 50 đỏ hai con. Này quấn lên nè. Rồi, vàng này cho em 85.000 có cái thôi. Khoác vàng 85, comment vàng 85 em lên đơn. Đen 39 Tân Hồ. Em lên đơn vàng 85. Sơ mi 95.000, mã sơ mi 95 luôn. Chẳng 39 Tân Hồ. Em đọc như thế nào thì là cái mã như chị thế. Chị Tân Hồ ơi, chị cọc chị ở đâu nhà mình nhiều rồi chị ơi. Trắng 95. Trắng 95 cho em nè. Trắng 95. Trời ơi, con này xê cho mọi người luôn. Vàng 85 chị Vân NTT. Thể thao 120. Comment xám 120 cho em. Đen mặt 95.000 mọi người. Thể thao 120 hoặc là xám 120 cũng được. Sơ mi đồ này cái nọ bán á, mình thường bán trăm mấy giờ bán có 95.000. Rồi con này cho em xám 120 nè. Xả lỗ luôn đó. Nhanh tay chụp em. Vàng 85 hết. Xám 120 chị Thảo Hồ. Rồi. Rồi quần jean. Xám chị Quỳnh Phương Lê. Jean em xả 145, comment cho em là 145L. L 145 nha mấy chị ơi. L 145 hàng xuất coi vậy. L 100 con xám nha. Còn xám đậm. Xám chị Liên Trần. Rồi, xám nhạc em, nó đậm dưới lại. Rồi. L 145 nè. L 145.000 nè. Rồi. Rim 145 chị Quỳnh Phương Lê. Chị Quỳnh Phương Lê, chị cọc thêm mấy chị ơi, đơn mình còn nhiều rồi chị. Cho em mã sơ mi 99.000 nè. Này đẹp lắm. 38-60-65 kìa, ok nhá. Comment cho em mã sơ mi 99. Dạ ok chị Tăng Hồ ạ. Comment cho em mã sơ mi 99 luôn. Thun thái luôn nè. Trắng 99 cho em. Trắng 99.000 cho em mọi người. Trắng 99.000. Trắng 99.000 thôi nha. Hàng thun Quảng Châu, trắng 99.000 luôn. Trắng 99. Rồi quần này size S, quần rút nha, rất là hot. Comment S65 giùm em. Comment cho em S65. Rồi, quần đùi ta ở quần đùi và vải nhưng mà phong phồng nha mọi người. Comment quần 59. Quần 59. Một quần len rồi em hết. Ngố 7, comment trắng 79 nè, ngố. Trắng 79.000. S65 chồng quần. Trắng 79.000. Trắng 79. Trắng 99 cộng thun NG. Con này có hồng với cam 139. 13 hồng mình. Hồng 139, cam 139. Đúng, đó. Để tôi thông hỏi thử. Cộng thun NG là áo thun mới đã sơ mi vậy. Ngố 79 Thảo Hồ. Cộng thun NG ơi. Quần 59 chị Trương Mai Vi. Rồi, đầm này, mày xinh quá luôn á mọi người. Cho em ở cam 139. Cam 139 nè. Lộ chỗ nào? Cho nhìn một tí cũng được. Sao mấy chị trong mặc áo bra, mấy bữa chị mặc áo bra không? Rồi, đầm này cho em 99.000. Đầm Babydoll 99.000 mọi người nha. Cảm ơn em. Rồi, con này sẽ cho em mã hồng 99 nha. Đầm Babydoll nè. Con này bầu bí bông chen thoải mái, rất là đẹp. Hồng 99.000. Dạ ok, Tân Hồ ạ. Hồng 99. Trời ơi, đầm đẹp quá nè. Bầu bí bông kem mấy con hoa này là bao đẹp nha. Rồi cho em hồng 139. Con này đẹp nhất, đằng trước là sao giống nhau. Hồng 99 Thoa Lê. Con này là hồng 139 nha mọi người. Nè, ở trước là sao giống như này luôn. Sao cũng vậy. Đầm cho em hồng 139. Hồng 139.000. Rồi áo kiểu cho em 90.000 nè. Con này phải xô thô, đẹp chưa? Xả 90. Con mình cho em mã xả 90 thôi nhá. Đẹp lắm luôn á. Xả 90 giùm em. Dạ cảnh chị Yến Mai, em có bán đang sale 99.000 nha mấy chị ơi. Rồi lên đơn cho em mã này. Nô 90. Hồng là 139 mấy chị ơi. Mấy chị lấy hồng thì comment là hồng 139 giùm em với ạ. Rồi bộ loe này không có bán mà bị bom nè. Comment len 125 giùm em. Mã đẹp lắm. Màu bò với quần đen luôn. Hàng hiếm nha. Con này lên đơn cho em mã len 125. Len 135 nè. Nô 90 Nguyên Trần. Loe đẹp lắm, loe 135.
Cái đầm hồng á là 139 chị ơi. Thể thao xám cho em 125 ngàn. À 120. Em lấy độ màu sĩ, lấy độ màu tính lá giá lại, được không? Rồi, bộ thể thao này em xả cho mấy chị xám đậm 120 giùm em. Xám đậm 120. Hồng 99 em hết. Bộ thể thao xám đậm 120 giùm em này. Chị Tuyên Trần ơi, chị bị cảnh báo bên em rồi chị ơi, chị muốn đặt hàng chị khoản chị đặt hàng chị nha. Comment cho em xám đậm 120. Xám đậm 120. Lên 135 nha chị Ngọc Ngọc. Rồi sơ mi phối rin 140 nè. Con này mặc không có bạc luôn á. Xám đậm 120 chẳng chẳng. Sơ mi 120. À 140. Sơ mi phối rin 140. Rồi khoác 99 ngàn. Trời ơi nó dày á. Dạ ok, có gì chị gửi cái bill qua trang bay giùm em nha chị Tiến Trần nha. Chẳng chẳng sơ mi 140. Lên đơn cho em ạ, khoác 99 ngàn. K139 chị Tuyên Trần. Ừ. Vàng 99 ngàn nè, áo này dày lắm luôn. Con này sale cho mấy chị luôn là 50 ngàn. Rồi áo 50. Ok chị Tuyên Trần, chị đặt lại giùm em. Sơ mi 40 còn không? Còn nè. Sơ mi 40 Trinh Nguyễn nè. Sơ mi phổ rinh á. Tay sang đây á. Đó. Rồi con này cho em 50, áo 50 mấy chị ơi. Tặng luôn 50 ngàn. Áo 50 nha. Kính đó mấy chị ơi, gọng đó là gọng kim loại nha. Gọng kim loại hàng loại 1, tặng kèm bao da như vậy cho mọi người là giá 99 ngàn. Đây là thị trường không bán dưới 200 đâu mấy chị. Em bán 99 ngàn thôi. Comment cho em mã mắt kính là có đơn nha. Mắt kính là có đơn. Sám đặt 120 chị Hạnh Lê. Mắt kính cho 99 ngàn. Sơ mi sọc 50 chị Trang Nguyễn. Vừa nha chị Ngọc Anh nha. Áo này bodice tân dài sale 60 hồng. Mã 60 hồng nè. Mắt kính chị Tâm Phạm. Con này là hàng bodice Tâm Phạm ơi, chị cọc chị ở đơn hàng mình cũng nhiều rồi chị ơi. Cho em 60 hồng. Bộ đang mặc là 95. 95 ngàn nhưng mà chị ơi, chị nào lấy con mặt 95 Burberry là có đơn ạ. À. Form áo quá đẹp 69. Đó. Em để làm cái để cho máy đi. 69 xanh. 69 xanh cho em nha. Nhiều lắm nha bà Nguyễn Cảnh ơi, không phải các bà đâu, nhiều lắm. Còn mà, đó. Rồi chỗ đây. Hồng 60 xanh 69. Áo này 95k. Nơi cái mã này 95 nè mấy chị ơi. Áo baby doll đẹp không? 69 chị Bottega. Mất ngọc luôn. Họ áo 95 giùm em đi. Áo 95 xả luôn. Sơ mi 79 ngàn à. Em còn hồng 60. Sơ mi trắng 79. Trắng 79 ngàn, sơ mi trắng 79. Trắng 79. Áo 95 Thoa Lê. Bộ này là 99 Đoàn Minh Thới. Bộ đang mặc 95 ngàn. Áo 95 chị Kim Châu. Rồi sơ mi 99 ngàn cho em nè, sơ mi này dày lắm. Còn mình cho em trắng 99. Sơ mi 79 Kelly Muối. Sơ mi 99 ngàn rồi, nó dày, vả đẹp thôi rồi luôn. Hồng 60 chị Bottega. Trắng 99 ngàn. Rồi nô 60 luôn nè mấy chị ơi. Bà 79 em hết. Cái này hàng tặng hết chứ không có lời đâu nha. Vả đẹp cực kỳ, có 60 ngàn, nô 60. Nô 60. Rồi caro còn. Caro 99 ngàn dùm em, đẹp chưa. Áo tiểu thư của 99 ngàn thôi đó. Comment cho em áo 99 hoặc caro 99 đi ạ. Caro 99 ngàn thôi. Áo này xả 55 ngàn, có sẵn bút ngực luôn nè. Mặc mấy con nào có quần rinh cho em. Lên đơn cho em mã. Chị Yvonne Lip đem ra tiệm á, cho nó sửa con vít lại giùm em tí xíu nha. Chứ không phải lỗi gì đâu. Rồi cho em mã. Mấy chị ơi, mấy chị có mà diễn cái mã chị đọc là cái giá tiền với mỗi lúc em đọc gọi chốt đơn là tính giá lẻ nha mấy chị ơi. Bộ mặc 50kg vừa nha chị ơi. Sếp đang mặc cái chị Nguyễn Sa Xin. Rồi cho em chẳng 55 nè mấy chị ơi. À Boris chẳng 55. Kim Châu lấy caro 99 đi con, mình lại caro 99 đi chị ơi. Áo 69 xanh em hết. Caro 99 nha chị Nguyễn Trần. Chỗ này thương quá nhỉ.
Con này cho em 99105 hồng nha. Quần tất ta 50 bạn tây 50 bạn trung nè. Comment cho em 105 hồng. 105 hồng nha. Tao đâu 99 em hết. Rồi, set bẹp vai. Áo nó giống giống như cái tay, cái tay giống hồi sáng em mặc đó. Hồng 105. Hồng 105. Hồng 79. Set burberry 57 kg nhưng mà cao là vừa nha mấy chị ơi. Rồi cho em hồng 79. Trắng 55 chị Quỳnh Phương Lê. Rồi. Chị Quỳnh Phương Lê cọc thêm chị ơi, đơn của mình cũng nhiều rồi chị ơi. Đi phân sim đi cho nó rộng đi. Rồi đưa hàng qua chị tự lột chị tự ra luôn. Rồi cho em hồng 79. Hồng 105 chị Linh Suri. Hồng 79 luôn giùm em. Hồng 79, đen 79 luôn nè. À đen 65 đi, đen là đùi. Đùi 65, có mình đen 65 giùm em. Có mình em đen 65. Hồng 79 đen 65. Set Burberry chị Kelly Muối. Phân theo số thứ tự. Rồi nhanh tay cho em. Trắng 55 em hết. Giờ sang sale tôi mới chờ nhanh tay. Rồi bí hồng 99 cho em nè. Sẽ bí vậy đúng không? Hồng 99 ngàn. Hồng 99 ngàn mấy chị. Hồng 99 ngàn nha. Xin không? Ủa bộ ngố không ai lấy thiệt luôn. Thề. Hồng 99 ngàn. Chị Nhâm Trần ơi cho em xin cái mã. Mã đi kèm với chị ơi. Rồi nu 100 nè. Hồng 99 Sam Sam. Ngố á. Học 99 em hết. Em ngủ 100. Ngủ 100 cả nhà. Ngủ nô 100. Xét tennis cho em 105. Tennis cho em 105 nè. Không đổi hàng Ngọc Anh ơi. Rồi xét tennis này 105 giùm em. Ngủ 100 Thanh Lê. Hàng bên em xả mấy chị ơi, đã xả lỗ rồi mấy chị đặt hàng ít khóc giùm em với nha. Rồi cho em cái này lỗ nè. Rồi khóa 99 ngàn. Quay sao đâu. Dạ. Được. Bỏ ra đi. Xem một lần năm em hủy nha. Hết, nó bị ố rồi nên em bỏ qua bên. Rồi khóa cho em. Dạ rồi ok chị Quỳnh Phương Lê ạ. Hồng 99 ngàn khóc gió. Hồng 99 ngàn. Rồi sơ mi này đẹp lắm mọi người ơi. Rồi sơ mi này em xả cho chị luôn 85 ngàn em có xanh với đen. Chị Sơ cho em xin số xả đi kèm với khoai 99 chị Ngọc Hình Nguyễn. 85 xanh 85 đen cho em. Sơ mi phong rộng nha. 85 xanh 85 đen. Rồi sơ mi 99 ngàn còn cái nè. Áo khoác gió nha em, 60 cái đoạn đẹp. Em trần không vừa. Khoác 99 rồi em hết. Rồi cho em sơ mi 99 ngàn mấy chị ơi. Mã sơ mi 99 ngàn giùm em. Sơ mi xanh 85 đó chị. Cục xì ngầu ông bay lắp. Con này sơ cho em sơ mi 99 nè. Trời ơi, Thương Thái 120 giờ xả 89 đỏ, 89 vàng. Sơ mi 99 chị Thanh Lê. 89 đỏ, 89 vàng. 85 đen chị Tuyên Đặng. 89 vàng, 89 đỏ. Không đẹp không? 89 ngàn cái đó, để chưa? Sơ mi 99 còn gì? Hai cái này. Rồi, sơ mi 99 còn cái này, hai cái. Chị Ngọc Anh suy nghĩ cho kỹ trước khi đặt hàng giùm em. Tại vì hàng em đang ngồi đây và xả lỗ rồi. Nếu mà không chốt chị là em chốt cho người khác là xong luôn rồi. Bây giờ em phải xả, em phải bán lại. Mất công không? Suy nghĩ cho kỹ trước khi đặt hàng giùm em miếng nha. Tôi rất là mệt, thề đúng không? Bán hàng xả vừa bán lỗ vừa mất thời gian. Em không có thời gian đâu. Sơ mi 99 chị Trinh Nguyễn. Mấy chị xin cho kỹ, cho kỹ chứ. Đừng có giành giật xong rồi kêu là không vừa nóng được này kia. Đừng có lý do với em mọi người ơi. Em mệt lắm á. Em đau đây này. Khổ lắm cơ. Rồi sơ mi 85 xanh còn 1 nha. Đặt hàng chắc em hàng đã xả lỗ rồi. Sơ mi 85 xanh chị An Gây Trần. Rồi trắng 60 Borip nè. Đẹp quá trời. Trắng 60 giùm em luôn. Trắng 60 nha. 85 xanh em hết. Trời ơi, sáng tôi tưởng hết rồi, tôi không chốt mấy bạn. Đẹp quá trời luôn á. Hàng Quảng Châu. Áo sơ mi tây phòng 105 hồng. Quá đẹp luôn. Có 2 con. Hồng 105 có 2 con nhé. Hồng 105. 89 vàng chị Thân Hình Danh. 105 hồng có nhiều. Tặng luôn cho khách luôn. Trắng 60
chị Linh Liêu. Hồng 105 nha, áo hồng đẹp lắm. Bây giờ không biết hàng đâu để đổi hết, chị Ngọc Anh ơi. Bây giờ chốt cộng bao nhiêu cái rồi, giờ đi lục ra mà đi à. Giờ đâu có ai mà đi lục mọi người. Mình ghé. Mọi người kêu bán hàng khó khăn không đổi, mọi người lên mọi người đổi hàng giùm em, các em cho tiền thêm luôn. Thiệt thề luôn. Đổi được em cho thêm tiền luôn. Cái đống hàng nó bây giờ đi lục lên chắc banh não luôn á. Còn 105 chị Nguyên Trần. Rồi cho em nô 60. Đừng có giúp nhà em không giúp đâu á. Là 2k đúng vậy. Ừ. Rồi cho em 60k Borip nè. 60k. Vàng 89 có đây hả chị Thanh Hiền Danh ơi. Rồi chân vải dập ly nè. Chị nào mua hàng xả mà đổi trả đổi nè, xả đơn nè là em lóc, em không cho mua lại lần sau nha. Lưu ý nhất là đối với hàng xả đã xả rồi. Rồi chân vải dập ly 69.000, em xả nốt 69.000 có đủ 3 size SML cho em nhà mình. Ba đẹp, đẹp này mặc cái gì đẹp 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 cũng đẹp luôn á mấy chứ. 69.000 S, M và L kèm size cho em nha. Bra 50. Chúng đủ size mấy chị ơi. Bra 50 nè. Má hàng xả cho hết vào đây đi, ngoài đó cho chóng. Đóng rồi con nhỏ xuống. Rồi cho em 50.000 bra còn 3 con. 3 con hồng và 2 con xám, 50.000 cái nè. Có sẵn bút ngực rồi đẹp chưa? Đố á mọi người đi đâu mua được cái bra 50.000 đúng á. Chúng phải S chị Boutique. Đố đi đâu mua được năm này 50.000 luôn á. Thề nó rẻ kinh khủng chưa, nên đừng có đổi xả rồi này kia cái nọ tất nha. Trong váy lửa chị Lê Trần 50 xả 50 hồng nha. Tiền tiền cho tiền. Rồi cho em xám xám rồi xét thiết kế đẹp. Trong váy lửa chị Nguyễn Thị Thùy Trang, chị Nguyễn Thị Mỹ Linh size L. Con này size 101 này, xét thiết kế cái tay áo giống cái tay bo hồi sáng em mặc đó mấy chị, rất là xinh. Mẹ nó thật, nó sẽ đem về 300 cả rồi. Mẹ 5 50 xám hồng 50 mấy chị có mà dán cái màu vào với hả? 50 hồng, 50 xám. 50 hồng chị Tụ Anh Dương. Không lại đâu, đóng bên kia. Rồi. Rồi sao? Nhanh lên. Rồi cho em 110 xám. Xám Thanh Lê. Rồi. Có mấy con à? 2 bình ra hồng xám chị Ly Trần. Con này xám 110 xám, tặng tặng hết rồi. 110 xám. 110 vàng. Hàng thiết kế nha mọi người. Bán nhiều nên nó bị bom á. Chứ cái này là hàng khách em dành nhau luôn. Xám 110 vàng 110 nha, 3855 cân là mặt đẹp. Xám 110 chị Ngọc Huyền Nguyễn á. Rồi còn vàng 110 luôn. Con này 55 cân là mặt đẹp cho em nha. Tay giống tay sáng mặt á. Tay bo là nó auto dễ thương. Còn vàng đen nữa. Ồ. Còn vàng đen nữa cả nhà nhanh tay. Xám 20 hết, em còn vàng đen. Còn vàng đen nữa nhanh tay cho em nè. Vàng đen 110 em cái. Trời ơi, xám nhanh cho em 110 nhá. Vàng đen 110k nè. Vàng đen 110.000. Rồi cho em mã áo 60. Áo 60k. Mày đó có rồi đó. Áo 60.000. Cho mấy bỏ view 60. Cục này có lời nè. Rồi con này sale cho mấy chị luôn. Em cảm ơn chị Đỗ Lily nhá, sợ lỗi giúp em với. Rồi lên đây. Em 110 chị Hoàng Hiền. Sơ mi tặng nhanh 60.000, sơ mi 60. Áo 60 chị Ngọc Bích. Trời ơi, bộ len con dạ, dài dã man. Rút dây hai bên hông, cả quần cũng rút. Chị Kim Châu cho em xin cái mã với chị Kim Châu ơi. Xét đùi gân 89 đen 89. Đen 89 nè. Sumi Caro chị Kim Châu. Cái gì em? Cái 60 nu là không phải đâu nha. Mã áo 60 cái nu bỏ đi lấy cái kia kìa. Cái này. Cho em BBR đó. 60 là cũng có rỉ hả? Ừ. Cái nâu cái bỏ đi nha tiền. Cái miếng 60 đưa cũ là bỏ đi. Mình, đó là bỏ. À, đó lấy, là lấy. Cái Sumi Caro là bỏ. Rồi lên đơn cho em mã bộ này ha. Bộ 79 này. Xét đen 89 chị Nguyễn. Ngọc Huyền Nguyễn biết rồi. Sáng sai là 1 in. Cho em ngố 79 luôn. Đầy không? Cái máy bé. Cô sạc. Máy này hết pin rồi nè. Vào 101 chị Thủy To. Ủa 79 chị Thủy Nga. Xếp đẹp lắm mọi người, quần này quần rin luôn nha. Quần rin kèm áo thun. Cho em xếp này 100.000 luôn. Rẻ hơn sĩ lấy nữa. 100.000. Comment cho em xếp đùi 100. Con này bán 120, 150 không á. Để xếp 100 nè. Comment cho em mã 100. 40kg mặc hàng nhà em cũng nào cũng vừa hết mấy chị yên tâm. Mặc cái nào cũng vừa hết. Rồi xếp đùi này xếp cho mấy chị luôn. Đổi đi cho em 99.000, comment cho em xanh 99 luôn. Hàng tặng bán lỗ nên là chú ý giùm em nhé. Đặt hàng đừng có đổi trả xả đơn cái nọ mất công lắm nha mọi người. Áo 60 hết. Em hết rồi ạ. Xe này
kem 99 xanh hàng set 100 liệu phạt đủ 99.000 rẻ. Sơ mi kèm ghi lên 125.000, comment set 125 cho em ấy. Trời ơi vải đẹp quá. Ghi lê kèm sơ mi nha. Con này mặc rồi rất là nhiều rồi. Comment cho em set 99. 879 mét. Rồi green 135 cho em này. Green 135 cho em lên đơn. 125 với chị Trinh Nguyễn. Với chị màu xanh là bao nhiêu? 99. Con này lên đơn cho em green 125 nè. Set 99 tuyên đặt. Green 135. Green 135 chở thương thái này như còn đúng không? Con thun này là 165.000. Em xả luôn 89 đó. Hàng thun thái vải đẹp, nhận hàng xấu trả về cho em. 89 đỏ, 89 vàng. Rim 125 chị Hoài Thu. Sai nha, 135.000. Sửa mã lại. Cái chị nó mặc là nguyên set nhưng mà chị ơi, nguyên set là 95.000. Chị nào lấy công mà là 95 Burberry là có đơn à. 135, 165 gì đó, dưỡng xả 89 vàng, 89 đỏ. Hàng GE, hàng công ty, thun mịn lắm luôn á. Kiểm tra hàng nó không mịn, nó sần sùi hay nó không có giống như em nói, coi dạng tốt thì hoàn về cho em luôn. Xả đúng 89 đỏ, 89 đang còn hai cái duy nhất. Đỏ với vàng, nhầm sorry. Maxi 89 vàng chị Kelly muối. Không sửa mà mũi đó là mềm mẻ hả? Maxi 99 đen nè. Áo ghi lê là 125 nha chị Tuyên Đặng ơi. Sale cho mọi người 99 đen nè. Bao đẹp trời ơi. Maxi nha, cái dây là đen nơ nè. Đẹp lắm luôn á, 99 đen. Xét chị năm mà là 95 ngày, chị nào lại không mà là 95 bất cơ gì là có đơn mà. Cái này bỏ là của ai em? Như bỏ mới lại 60 á. Cái bill em bắp á. Rồi em cho này vô nè. 99 đen chị Sam Sam. Cái chị mà được 60 nè. Trời ơi, 139 nô cho em. Chị Tuyên Đặng ơi, chị comment không đúng mã cái em lại cái xét xanh cho mình rồi. Chị ơi, có chị ngày mai chị nói nhân viên nha chị ơi. Nhân viên hủy đi nha. 89 đỏ chị Quỳnh Phan, mấy chị đặt hàng chắc chắn giùm em với, hàng em đã xả đi xả rồi, mấy chị còn bắt em xả đi xả lại nữa, mệt lắm mấy chị ơi. Hết pin rồi bé ơi, máy kìa. Lên đơn cho em 139.000 mọi người nhớ. Rất là đẹp, bộ này là hàng loại 1 luôn. Con này mà mọi người ra ngoài không bao giờ có giá này luôn. 139.000. Trời ơi mọi người ơi, em khổ lắm rồi, mọi người bớt lộn em cái thiệt. Ủa gì vậy? Khổ quá à. Rồi 139 nu nha, hàng này là 165.000 giờ sale 39 luôn. 175, 179 gì á. Thế bên nào? Vô. Cái đầu của đầu nãy em gì? Mình chút cái đầu kia là cái gì? 89 đỏ thun còn. Cái thun còn đó còn kìa. 89 đỏ Quỳnh Phan được rồi. Rồi Quỳnh Phan chứ. Rồi chứ đây, vô đi. Thủy Quỳnh Phan đi bé. Rồi comment cho em đầm hoa vàng. Vàng 39 baby don tay lỡ. Vàng 139.000 nha. Đầm hoa vàng 139. Hoa vàng 139.000. 89 đỏ chị Nguyễn Lý. Hoa vàng 139 mọi người. Hoa vàng 139. Sẽ ra mặt 38 tới 55 56 cân độ lại mang vừa. 38 tới 55 56 cân độ lại mang vừa. Rồi con này che chỗ ở sau cục nơ nha. Cam 145.000. Bộ chị mắc là 95.000 nha. Mấy chị ơi, chị nào lấy có mặt là 95 Burberry là có đơn ạ. Rồi comment cho em đầm 149 nè mấy chị ơi. Cam 149 nè. Một hộp cam body chị Huyền Trần. Đầm này đẹp lắm, cục nơ sau. Cam 149. Vàng 139 nhá. Cam 149. Hồng 149 nè. Hồng 149 có 2 đầm nè. Đầm này tay dễ thương lắm, hàng Quảng Châu luôn đó. Con này em mua tới 300 mấy để em may cái mẫu này cho mấy chị á. Quả đẹp thôi rồi luôn. Cam 149 chị Nguyễn Quế. Còn hồng nha. Tay phòng rất là đẹp. Còn hai hồng. 38 tới 60 kg là mặt đẹp. Bầu bí bon chen thoải mái luôn. Dễ thương lắm. Gần mang đôi dép lông, một mái dép lào nhẹ nhẹ thôi, sợ ngón thôi là xinh rồi. Dễ mang dễ mặc. Rồi, lam này. Lam này cho em 119.000. Lên đơn cho em mã lam 119. Xả nhanh nha, lam 119.000 luôn. 38 đến 60 kg ok, lam 119. Nhà TikTok cũng trời. Nhờ. Ủa chấm cho em một chấm xem nào mọi người. Mấy chị không thích mã nào, mấy chị chấm chấm qua mã khác mấy chị ơi. Chứ mọi người mà không chấm tới lúc mà lên mã mà mọi người thích đó là nó sẽ không thấy đâu. Rồi lên đơn cho em mã vàng. Bộ vàng cho em 95.000 đi bây giờ ơi, pyjama vàng 95.
vàng 95 nha. Vàng 95. Lụa Latin nè. Trời ơi, con nào sáng nhìn nhau lấy luôn á, quả đẹp. Vàng 100. Vàng 100 ngàn mấy chị nhá. Vàng 100 ngàn. Vàng 100 ngàn mọi người ha. Bộ lụa vàng 100. Chị Nguyễn Quế ơi, 1m6 mắt đẹp luôn á chị ơi. Rồi cho em xanh 75 luôn mấy chị ơi. Vàng 75. À xanh, caro xanh 75 ngàn. Xanh 75 ngàn nha mọi người nhá. Bộ baby doll này xanh 75 ngàn. Một nơ rất đẹp. 75k. Mấy chị ơi, tay phòng, quên tay phòng có mút ngực. Sau là nhúng nha, sẽ thiết kế 175 lên trần. Rồi xả 135 này. Vàng 100 yên kim. Xả 135. Đen 135 cho em nha, set thiết kế nhá. Đen 135. Caro xanh em hết. Suông 60 ngàn nè. Heo suông 60k. Giờ lấy đơn cho em mà suông 60. À nè, xả nha, rất là rẻ. 135 đen hoài thâu. Rồi, áo này cho em 40 ngàn trắng. Ví dụ nè, trắng 40. Suông 60, ai lấy lên đơn cho em suông 60 nha. Xanh hết. Rồi ngô 79 ngàn. Ngô 79k, giờ lấy lên đơn cho em ạ, ngô 79. Trắng 40 tuyết đằng. Chị tuyết đằng đặc chắc nha. Xuân 60 nhung trần. Trắng 40 là cái này á. Tốt chưa? Cái trắng lẻ á. Ngố 79 chị Lam Hồng Nghi. Bộ nôn dung em xả cho 100 ngàn luôn đó chị. 160 của em á. Vậy em xả luôn ơi. Con này chân vải cúp A, áo cổ sen, dễ thương lắm. 100 đỏ 100 cho em. Đỏ 100. Đẹp quá nè. Rồi chị Phạm Hoàng em quên mất tiêu luôn. Chị inbox qua cho fanpage cho em đi tí, cho nhân viên kiểm tra bán cho lại chị luôn nha. Set sơ mi 101 rất là đẹp. Đưa trắng 40 cho chờ cho. Comment cho em mã 101 nha. Set 101 sơ mi đẹp này. Này hàng bị bom á, tôi xả hết cái bà luôn. Rồi đầm đen kịp phát. Con này cho em đen, đen 85 ngàn luôn, mắt tay đen 85 luôn. 110 cho Tiết Nguyễn. 110 Tiết Nguyễn. Alo. Hết. Chị Phan Hoàng ơi, chị nhắn tin qua trang bay lại giùm em với bên ra sao em rất nhắm liền ạ. Chú hết rồi nha. Rồi bắt đầu bàn bớ này. Đen 85 ngàn luôn, maxi nha, rất phải sớm luôn. Đen 85 cho em. Đen 85. Trời ơi. Trắng 50. Trắng đen 85 chị Đoàn Minh Thới. Xả tặng luôn, con này xẻ nha, ô rip đàng hoàng. Trắng 50. Dễ thương quá nè. Bộ 99k. Bộ 99 ngàn. Mã bộ 99. Hết, đốt hết rồi. Xích áo trắng 50m mã 110m. Trắng 50 nè. Trắng 50 không cần nè. Trắng 50 chị không cần. Dập ly hồng 99 ngàn. Đang bận mùa hoài luôn. Dập ly hồng tăng đôi lên xuống nhá. Đầm suông này rất là đẹp. Em sale hồng 99 cho cả nhà mình luôn. Hồng 99 cho em có 2 đầm. Hồng 99 có 2 đầm. Trời ơi, maxi nè mắt. Mùa này mặc maxi cho em cái. Cái 115. Đẹp quá trời. Có sẵn mút ngực ở sau có nhúng nhá. Hồng 99 chị lên sorry. Rồi K 115 cho em. K 115 em lên đơn cho. Maxi K 115. Hồng 99 chị Sam Sam. K 115 có 2 đầm thôi, xả luôn. 115 ngàn. Rồi cho em sơ mi này. Còn nãy chị nào chưa có sơ mi này em giờ em tặng tiếp cho 399 ngàn. Comment cho em mã sơ mi 99 115. Mã 99 em ơi.
15 chị Thủy Tiên. Nãy chị đang chưa được tặng con này, giờ em tặng cho mấy chị có hai con này. Còn rất là hai con 99.000 mã sơ mi 99 cho em đi. Mã sơ mi 99 cho em nè. Sơ mi 50 m rồi mấy chị ơi, 99 mã... m chị thân niềm danh ơi. Mã này là mã sơ mi 99 nha. Sơ mi 99 chị Nguyễn Sa Si. Con này đen 55. Bô rip. Chị thân niềm danh lấy sơ mi 99 thì sao chị ơi? Đen 55 ngàn. Bô rip đen 55 nha. Đen 55 luôn giùm em. Trời ơi bà đẹp, có mút ngực nha. Ở phía sau là tăng đơ lên xuống nè. Đen 55 chị Võ Tổ Vi. Đẹp quá, hồng 99 ngàn. Cái này rất đẹp. Chất của nó thì miễn chê luôn. Chập ly hồng em hết. Cho em hồng xét 99. Còn mình là hồng 99 em lên đơn. Đen 55 em cũng hết ạ. Rồi, khóa cổ trụ nha. Đẹp lắm luôn. Cho em đen 85 ngàn nè. Khoác đen 85 ngàn thôi. Bình thường bán 99 là siêu rẻ, giờ đen 85. Hồng 99 chị Thảo Hồ. Đây này hiền tiền ơi. Đen 99 nè. Đen 99 nè. Sáng này cho em đen 100. Sáng này bán 100 ngàn thôi đó mấy má. Còn mình cho em đen 100 nha. Đen 100 ngàn thôi. Lên đơn cho em mà đen 100 giùm em. Đen 100 lên đơn nè. Hồng 99 hết rồi. Có một cái thôi. Có một cái à. 85 đen. Mã 85 đen cho chị Tuyết Nguyễn. Set này vải tát ta luôn. Đen 100 ngàn thôi. Trời ơi cái bộ nó đẹp kinh khủng mọi người ơi. Bộ này vải rất là đẹp luôn á. Nó chị chất lụa Latin. Lụa Latin cực kỳ mát nha mọi người. Mùa này mặc mùa lụa Latin là đúng bài. Xanh 100. Có 3 bộ xanh 100 và vàng 100 cho em. Tặng cái khách này nhanh tay nè. Xanh 100 vàng 100 nha cả nhà mình ơi. Rớt lại 3 set. Đen 100 với chị Trần Thúy. Rồi, cái này nó thiệt rẻ một nửa giá luôn á mấy má. Đen xanh 100 với vàng 100 cho em nhé. Ui giá nó còn nè. Tay phòng. Đen 100 nè. Xanh đen 100 hết rồi. Đen 100 hết. Xanh 100 chị Hoàng Nguyên. Áo này xem mọi người luôn, hồng 105. Hồng 105 ngàn mấy chị ơi. Áo hồng 105 ngàn. Chị nào lấy lên đơn cho em. Hàng Quảng Châu nha. Tay bí rất là đẹp. Hồng 105. Hồng 105 cho em nhá. Ui quần lấy trên em còn nè. Bộ vàng 100 chị Ngọc Ngọc. Rồi quần chị lại... Ngọc Ngọc ơi chị cầm chị ở đơn hàng mình nhiều rồi chị ơi. Đi múc em cầm. Lột ra luôn đi, lột ra luôn đi. Vàng 85 ngàn. Hồng 105 chị Anh Thu Nguyễn, Anh Thu Nguyễn Trường. Vàng 85 ngàn. Vàng 85 ngàn nha. Trời ơi maxi này mấy chị ơi, đen 99. Hàng này dập ly này ra ngoài có 270-300 thôi. Rồi đen cho em 99 ngàn nhớ cả nhà ơi, maxi 99 đen. Maxi 99 đen nè. Còn mình đen 99 nhá. Mua rip này xả gặp luôn. Xanh 100 chị Nguyễn Quế. Xanh 60 ngàn. Xanh 60 ngàn. Đen 99 Quỳnh Thư. Bô rip nha, xanh 60. Bên em đang lên áo thun nè mấy chị. Đen 99 em hết. Vét 120. Vét 120 nha mấy chị, cái phòng của cái quần nè. Đẹp chưa? Vét 120. Bộ dung nè. Dùm nô còn hai con 99 nô cho lên đơn cho em nè. Xanh 60 chị cục âm lắc. Cục xì ngầu. Lên đơn cho em dùm 89 nha. Con này nhận hàng hết chưa mới chết, đẹp ha. Trời ơi luôn á. Có mút ngực quá trẻ bên đâu. Chị Kim Tư chưa nhận tin qua trang bay dùm em đi. Ngày mai chốt đơn bạn nhân viên. Chị nhắc nhân viên sẽ nếp mình nha. Nếp 120 chị Tuyền Đặng. Dùm con mình nô 99 hoặc là dùm 99 em. Lên đơn nha. Hồng 65 nè. 99 nô cho chị ạ. Thanh Niềm Danh Hồng 65. Đẹp quá nè. Hồng 65 cho em. Hồng 65. 99 nô chị Trần Thúy. Hồng 65 xét đùi. Trời ơi chị Thanh Niềm Danh biết em luôn kìa. Biết chứ. Em làm cả năm rồi các bạn biết rồi. Set này sale cho mọi người là set 95 ngàn. Set 95 ngàn này. Một con sơ mi, một cái quần đùi 95 ngàn cho em. Hồng 65 chị Lê Thị Cẩm Ly. Set 95 ngàn mọi người nha.
quá đẹp. Phân luôn cho nó gọn ra bỏ. Trời ơi đẹp quá nè. Con này đố mọi người đâu mua được cái đầm này với giá là 120.000 luôn. Sợ luôn á. Hàng xã săn sale không yêu cầu giùm em. Không có kiểu gì lên nổi chưa. Đẹp chưa? Hồng 120. Xuất sắc chưa nè, đầm bí đó, hồng 120. Rồi đơn cho em mã này vàng 100. Vàng 100 nha mấy chị ơi. Hồng 120 mấy chị ơi, chứ không phải 20.000. Rồi rồi rồi. Hồng 120 Quân Nhi. Vàng 100 nè mấy chị. Dùm đám chỉ lấy cái gì. Bộ lụa lam tay dài, bộ lụa tay dài 100.000 màu vàng, vàng 100. Cái này. Vàng 100. Dân 89 là cái gì chị ơi? Bộ thể thao 89 cam, comment cam 89. Comment cho em bộ này cam 89.000 thôi, bộ thể thao có 89.000 à. Bộ hồng 65 là cái gì mấy má? Hồng 65 hết rồi mấy chị ơi. Bộ chị. Dùm 99 cho Mai anh. Dùm còn không? Dùm hết rồi. Cái dâm hồi sáng còn màu gì hết. Cái dâm cúc ngực á. Cái kiểu nằm ở đâu không chị? Phía bia giữ lại đi. Cam 89. Rồi xả áo cho nè. Áo bô rip nè mấy chị. Thun bô rip. Bơ 60. Bộ thể thao 89 chị không cần. Cần nha, đừng không cần chết tôi á. Cần nha. No 60. No 60 mọi người nha, áo bodyp no 60. Lại dập ly nè. Hàng này đặt người ta đặt không có, đặt người ta xả ra. Rất ghê. Đen 99 nha dùm em. Dập ly đen 2 lớp còn lót trong 99 nha. Comment cho em đen 99. Đen 99 em lên đơn cho. Đen 99 nha. No 60 chị Bottega. Đen 99 nha. Chị Quỳnh Vy có bơ nha chị ơi. Bơ nha chị Quỳnh Vy. Áo này 120k nè. Comment cho em no 120. Cái này có nâu trắng luôn nhỉ? Gì? Có nâu. Kêu một cục kìa. Nâu trắng 120. 120.000 nâu trắng, hàng Quảng Châu đó trời à. Nó đẹp xuất sắc luôn á, mặc vô là ghiền luôn á. 99 nha chị ạ, Tuyết Nguyễn. Chiếc eo trước sau nè. Chị Tuyết Nguyễn ơi, chị cọc chị ơi, đơn hàng mình nhiều rồi chị ơi. Lên đơn cho em là nâu 120. Mấy chị mà đơn hàng nhiều mấy chị cọc đi nha, để ngày mai bên em chuyển cho đơn hàng cho mình luôn ạ. Nâu 120 và trắng 120. Rồi cái set này 105 này, set tennis. Đen 99 em hết. Set tennis. No 120 cho chị Quân Nhi. Chân vải dày lắm nha. Hồng 120 em hết. Con này set cho chị 105. Comment cho em set 105. 105.000 set 105. Trời ơi set đẹp quá, 95.000 luôn, no 95.000. 95.000 giờ lại lên đôi chơi mạng 95. Cái này cho em 95k nha. Cho em 95.000 nu nha mọi người. Nu 95.000. Nè set đặt trước ngắn ta sau dài nha. Đúng rồi, sĩ lẻ gì cũng phải nhặt trên line hết. Em không nhận qua từ ba shop hoặc gì đâu. Set 105 cho chị rất cần nha. Rồi. Nu 95. Nu 95 em hết. 15 kìa em dục ra. Ừ. Nô 95 Phạm Liên có nè, Liên rồi. Rồi, bộ này cho em mã bộ 105. Bộ 105 luôn. Xem 105 em hết. Bộ 105, trời ơi đẹp quá nè. Đâu còn riêng đẹp nè, trắng 60. Trắng 60. Trắng 60 giùm em. 95 còn vàng mấy chị ơi. Tắt nha. No 120 chị Hiền. Con này cho em 95 vàng nè. Bộ cho Vân NTT. Chị in chưa? Rồi, chị đọc in. 120 chị ở Vũ Linh Đinh. Trắng 60 cho chị ở Trần Thu Thảo. 95 vàng có ai chốt chưa? Em chưa chưa chị. Bộ này đẹp nè mọi người. 95 vàng. Trời ơi đẹp quá nè. 95 vàng ai lấy lên đâu cho em vàng 95 nhá. Vàng 95. 95 vàng chị Hà Đinh. Bộ này xả 79. Ngố 79. Nó 120 hả? Đó, nè nè.
Vàng 95, bộ 105. Rồi bộ này 79 nha. Linh Lưu chị thấy mà. Bộ bạch ngô 79. Trước mặt em kìa. Vâng là TT chị rồi mà. Nô chị Lan em bảo lộn rồi 79 ngô chị Lê Kim Tiến. Rồi cho em 99 luôn, chân vải tennis. Chân vải tennis kèm áo sơ mi. Lên đơn cho em mã. Lên đơn cho em mã. Sếp đang mặc là mã 95 nha mấy chị ơi. Chị nào lấy công bằng 95 là có đơn ạ. 95 Burberry là có đơn mấy chị ơi. Sếp tennis Burberry 99 ngàn. Bơ 79. Bơ 79 ngố 79 ngàn à. Để á. Bơ 79k thôi. Bơ 79. Rồi con này áo. Trời đẹp quá này. Mã 99 chị Lê Thị Anh Đào. Ở sau có nhúng nha. Sale cho chị 59 ngàn đen. 59 đen. Cặp nhanh lên thì bỏ qua đi. Đen 59. 99 cho chị ạ. Trắng 60. Hết rồi. Trắng 60m bơ chị Linh Liêu. Nô 119. 59 đen Thúy Nga. Nô 119 đó mấy chị ơi. Set này nô 119 ngàn đẹp. Set đang mặc cái kim thanh trương. Rồi 59 đen hết, 79B cũng hết. Set sơ mi đẹp lắm mọi người. Nô 119 ngàn. Hồng 79 bộ ngố. Hồng 79 ngàn. Hồng 79 ngàn. Chân váy trắng xé của mình S65. Có đi S65.000, con mình S65. Xám cho em 40k và 45k. Mấy chị ơi, mấy chị không lấy các mã nào, mấy chị chấm qua mã khác nha mấy chị ơi. Xám 45.000. Hồng 79 chị Hạnh Lê. Xám 45.000. Dạ đúng rồi chị Tân rồi. Rồi bộ này em lên like cho mấy chị 120. Trời ơi, cáo này không 120.000 rồi mấy má. Áo không 120 rồi đó trời. Đẹp kinh khủng nhá. Rồi lên đơn cho em mã 45 chị Tuyết Nguyễn. Đen 120. Ờ xám. Cho em set này 120. Set 95 chị Phúc Phan. Set 120 nè. Đẹp không? Xuông này cho em size size 40 để 45kg nha. 38 tới 45kg. Chân váy trắng chị An Nhiên. Comment cho em là S99. Comment cho em S99 nha mấy chị ơi. S99. Sơ mi đuổi đen 50. Đẹp không? 79 đen luôn nha. Con này cho em 79 đen. S65. Em hết. Rồi lên đơn cho em mã đen 79 mấy chị ơi. Sơ mi đẹp lắm luôn. Đen 79 nha. Đen 79 nha. Set Burberry 99 cho chị ở nắng pha lê. Con này cho em 120. Bò 120 thôi mấy chị ơi. Thật ra đẹp không? 120 nha. Bò 120 giùm em. Ờ, 79 hả? 59 rồi. Đây là Hoàng về đúng không? Chả xếp Hoàng về. Đem 79 chị Thủy To. Thì cái mạng về làm cho Hoàng không nữa. Cái nhập cái code đó. Đó đưa dĩa nè. Không mình từ từ đừng nhập như vậy. Đâu có biết nó bao nhiêu tiền đâu mà làm cho phòng một phần. Dạ rồi. Bao nhiêu tiền? 134 rồi, tiền sửa lại 13 đây ra một phần. Đâu biết nó sẽ bớt nó lá sọc vậy nó sao chép nè. Qua bên hệ thống, nhập lên hệ thống. Rồi nha. Dán vô. Còn cái này kết vào đây 134.000 nè. Rồi qua hệ thống. Gửi cái này cho nó. Xác nhận đúng rồi mới gửi. Chứ cái này là dễ ăn tiền, xa tiền lắm đó. Rồi tiếp đi. Bỏ đi. Bò 120. Bò 120 nè, bởi này đẹp lắm luôn á trời. 120.000. 99.95 đó. Rồi, cho em mã này. Nhìn kỹ lại coi. Bò 120 nè. 65kg, cao 1m55 không vừa. Trời ơi. Xóa lên mũi mũi bò 120. Bò 120, xóa lên mũi mũi. Rồi, lên đây cho em xuống 60. Trời đẹp quá mấy chị ơi. 60 ngàn. Phải không?
Con mình chém xuông 60 ạ. Xuông 60 ngàn nha mọi người nha, xuông 60. Bộ 120 chị Hạnh Lê. Xuông 60 ngàn. Không phải đâu. Hạnh Lê không có, bóp đi Hạnh Lê. Hạnh Lê bóp đi theo. Rồi lên đơn kem mã này. Quỷ mặc là nguyên set 95 ngàn tình yêu ơi, rẻ hòn. Rồi xanh kem 99 ngàn nè, gỗ lụa. Dễ thương không? Xanh 99k cả nhà nhá. Xuông 60 chị Nhung Trần. Rồi con này sale cho mọi người luôn, xanh 99 ngàn nhá. Bò 120m. Xanh 99 ngàn, bộ đồ Latin phải đẹp. Rồi lên đơn cho em mã này. Trời xanh, mã xanh bao nhiêu? 99 này. 99 có màu vàng này nha mấy chị ơi. Bộ đũa này xinh không mấy chị ơi? Tay này. Mẫu mặt cực kỳ đẹp luôn á. Nô 99 ngàn. Chất của nó chất đũa cả nhà mình để nè. Chất là chất đũa cho em nhá. Nô 99 ngàn. Comment nô 99 cho em cái. Ồ, xong mới tính. Xả hàng toàn cái hàng không có chốt không á mấy chị. Bán không có bán, bây giờ phải bán lỗ mình thấy không? Thấy được không mấy chị? Mấy bà xả hàng đáng bị ghét chưa? Thề luôn á. Rin 135. Rin 135 cho em cái nha. Trời ơi. Rin 135 nè. Nô 99 chị Tuyên Nguyên. Hàng của nhà em 3855 con là mặt đẹp nha. Rin 135. Rồi cái bộ này mắt đẹp. Rồi có sẵn mút ngực. Đây nha mọi người. Quần như thế này. Con này set này em sale cho mấy chị bơ 105 ngàn. À bơ 135 chị Lê Trần. Nhầm, bơ 120 ngàn hoặc là 3 món 120 cũng được. Nguyên cái cardigan này mua 270-300 là bình thường. Chất rất đẹp luôn nha. Khoác dài này, áo ba lỗ. Không lẽ em để em giật gym luôn á mấy chị. Xanh 120, không lẽ để em cho em luôn. Rất là đẹp. Chị tập gym đúng bài, có sẵn mút ngực đỡ mà áo ngực. Sướng gần chết. Bơ 120 chị Sam Sam. Hồng 60. Hồng 60 nha. Bô rip hồng 60 ngàn. Bơ em hết. Đen 79 cho em này. Hết ạ. Rồi ngô 79 nè. Đen 79. Đen 79 hoặc ngô 79 nha. Đẹp quá. 79 ngàn đen 79. Rồi áo nó cho em 55 ngàn tay dài. Cho em 55 trắng. Hồng 60 chị cục ông bên lắp. Cục xỉn ngầu rồi. Bơ 60. Đẹp em không biết nữa chị Vân nè. Tê ơi giờ em chịu á. Bơ 60 ngàn này nhanh tay. Xếp mặt em vẫn còn, chị nào lấy comment là 95 Burberry là có đơn á. Áo 55 chị ạ. Cục xỉn ngầu. Con này đẹp không mấy chị ơi. Xả cho bà 90 ngàn nè. Hàng đẹp luôn á. Bơ 60 Quỳnh Vy. 90 ngàn hình dung được cái giá nó rẻ cỡ nào chưa khách ơi. Nâu 60, nâu 90 thôi. Rồi áo này tặng luôn cho bà. Vải xốp đàng hoàng nha, 60 ngàn, có đen nu, đen kem. 60 đen, 60 kem. Chị cọc chị ngầu ơi, chị cọc đi, chị ở đơn mình nhiều rồi chị ơi. Bé quanh rét cọc chuyển 500 đi bé yêu. Rồi chuyển trừ ra như mọi khi nhá. Kem 50, đen nâu 50. Nâu 90 chị Trinh Nguyễn. 60 ngàn đen kem. Cái này 79 chị. Đen 79 Thảo Dương. Trời ơi, 120 còn nè. Cái này đen 60. Áo đen 60 Quỳnh Vy. Áo không 120 ngàn rồi. Bây giờ sale chấm diện nguyên set tặng 120. Em hết đi 60. Chân váy xếp lên em còn, chị nào lấy comment là 69 ngàn kèm size là có đơn. Comment cho em set 120. Đi 60 em hết. Set 120. Chị đâu có số like để nói chuyện không chị? No. Hồng bé ơi. Chị lên cho chế đi. Rồi xanh 60. Cái này nha. Em một chữ C á, đó, ngay tay. Ừ, tay trên cùng. Chị để cho em rồi đó, em đi cọc đây. 60 kem Tuyết Nguyễn. Để rồi đó bé, cọc chị đi. Xếp 120 chị Thư Mai. Xanh 60 có 2 lên nè. Kem còn kìa. Kem còn nha. Kem 60 chị chị Bích Kỳ. Đây đây. Xanh 60 chị Trần Thu Thảo. Còn một. Nhung Trần. Nhung Trần xanh 60. Chị Bích Kỳ có đen kem em. Rồi. Chị Bích Kỳ có kem thôi, hết đen. 60 hết luôn. 60 em hết rồi mấy chị ơi. Rồi mấy chị ơi. Con này cho em vừa ống suông này. Ống suông này size cho em 50-55 cân.
có 50, 55, 58, 60kg ok nha. Em sẽ tặng khách 99.000. Comment cho em xuống 99. Cái này size to nha, size cỡ 50, 55, 58kg ok mặc vừa, 99.000. Rồi hai con quần 99, comment là quần 99 em lên đơn. Comment quần 99 lên đơn cho ha. Để em tẩy mà quần khui ra. Rồi áo gáp này em tặng cho mấy chị 35.000 nha, em chúc hoan hỷ màu nha. Chị nào được được hoan hỷ màu thì em tặng cho các mình cho em mã tặng 535. Tặng 35. Tặng 35.000 áo thun gáp. Màu đẹp lắm luôn á, có đen, hồng, xanh rồi màu bò, nhiều lắm, nói chung là hàng tặng thì hoan hỷ cho em cái màu đóng thun với quần riêng rất là đẹp nha các sếp ơi. Tặng 50k đóng thun với quần riêng xinh lắm. 35.000 tặng tặng. Em tặng là comment đã tặng. Mấy chị comment đến là tặng 35 nha mấy chị ơi. Ai thích thì chốt cho chị tặng. Tặng 35 nè. Rồi đẹp quá nè. Comment cho em 105 trắng. Sơ mi tây phòng nhá. Quả đẹp lắm luôn ấy. Phong rộng như cái đầm. Tặng 35 quân nhi. Con này như cái dấu quần nha mọi người ơi. Comment cho em là trắng là 105. Tặng 35 Nguyễn Trang. Trắng 105. Trời đầm su 125 ngày quá đẹp. Tay phòng luôn. Hoặc hình su 125 giùm em. Lên đơn cho em mã su 125. Con này hàng tặng nha. Quá đẹp lắm luôn á. Tặng 125. Đầm 125. Rồi. Sao em mà buông mắt thuật ạ? À? Áo thun thái phong rộng, quần ống su 110. Chỉ 110 ngàn có cái bộ đồ quá đẹp rồi. Comment cho em set 110 quần ống xuống hồng nha. Set 110. Em lấy hả? Đưa cho Nino ơi. Rồi cho em xanh 99 ngàn. Và đẹp lắm. Rồi cho em xanh 99 cả nhà ơi. Xanh 99 ngàn. Lên đơn cho em mà xanh. Đầm bè vai nè. Chốt nhanh cho em cái hữu đâu rồi. Đầm học hình 125. Dạ còn chị Mai Hương ơi, chị lấy cái con mà 125 một có set 101 chị Thương Mai. Rồi xanh 99 ngàn. Xanh 100. Khánh đi. Khánh đi rồi, nó máy thì bỏ đây. Xanh 110. Rồi xanh 99 nha. Xanh 99 ngàn. Con này cho em. Con này cho em là xanh 98 đi, khỏi lộn với mã xanh kia. Con này 98 không thì 99 nha. Nó khỏi lộn với nhau. Bra 65 ngàn còn cam nu nè. Áo ống bra đẹp lắm luôn. 65 cam, 65 nu bra. Xanh 98 linh linh. Rồi cái này cho em. Cái hoa này mọi người mặc như này rất đẹp. Quần tất ta nha. Chân váy. Cái này cho em. Trời ơi xinh quá má ơi luôn. Hồng 110. Hồng 110. Đầm hoặc hình em xả giống như 125. Xanh 98 hết. Em còn xanh 99. Comment cho em là xu 125. Xu này hàng Quảng Châu 125. Rồi đồ bộ này là 220 nha. Em xả đen 139. Hồng 110 có nhiều. Hồng 110 chị Trúc Thanh. Nhiều đi lấy mọi. Hồng chị Thủy Nga. Nhiều nha. Hồng Thủy Hạnh. Rồi cho em mã Hồng Bé Thanh 220 xả luôn. Xu 125 chị Mai Hương. Em xả luôn 139 đen. 139 đen cả nhà mình. Bộ này quả đẹp lắm ấy chứ. Bộ nha. Ống 50k trắng nè. Ống trắng thôi, 35.000 trắng. Áo ống cho em 35.000 chất bô rip, còn mình trắng 35. Tặng luôn cho bà đó. Có một cái. Ngố cho em quả đẹp nha. Xanh 99.000. Xanh 99.000. Ngố xanh 99k mọi người ơi. Mã 139 đen có nâu nữa mấy chị ơi. Rồi. Xanh 99.000. Trắng 35 cho xu. Con này cho em xu 125. Xu ơi nhớ mang quà Huế về nha. Nhớ mang quà Huế về nha, không cho lấy đồ đó. Không cho lấy đồ luôn. Cho em xu 135 cả nhà ơi. À xu 125 chứ. Đẹp ơi là đẹp luôn. Xu 125. Ê xanh 98 còn nè em ơi. Kéo xuống đây để chị nào hỏi đó. Xanh 98 chị Điệp Bùi. Đó không phải em ơi, đó không phải. 110 là cái hết rồi chị. Không còn. Cái trong
bỏ qua bên đi. Rồi một bịch mè sẩn à, mỗi đứa bịch nha. Xanh 98 nè, chứ sao nữa, một đứa một viên sao ăn cái đủ trời. Không nhớ cả đó. Rồi cho em xả cho mấy chị một cái mấy quả trên trời ơi. Kẻ răng mà bằng cái viên kẹt chết luôn. Ăn mất con dính thì sẽ răng nữa. Ờ, nói vậy chứ không bằng kẻ răng, trời ơi, cái viên kẹt đó bộ mà không bằng kẻ răng của em. Rồi cho em là size L 145 ngàn. Ủa xong chưa bé? Sơ Thảo, Thảo xong chưa? Chụp cho ra bao tải cho đèn đi. Đi cái tin cút xì nữa. Lấy L 145 nè mấy chị ơi. Chụp đơn cho đi hàng. Nhận tin gì đi chưa? Chứ rồi vô mặt mất rồi. Mang cục sĩ đi luôn. Cái gì mất rồi nè. Ờ, xanh 99. Hết rồi. Xanh 99 đây này. Không phải. Cái này là 98 rồi. Cách lộn á. Kim tươi là màu xanh rêu đúng không? Ờ, L 145 chị Quỳnh Phương Lê. Rồi. Con này sẽ S nè. S 145 nè. Quần riêng hàng xuất nha khách ơi. Ai nhận hàng quần của em rồi đẹp bao cho mấy chị mua thêm luôn á. Rất là đẹp nha. S145K. Comment cho em là S145 em lên đơn luôn. S145 ngàn. S145 ngàn dùm em. Ôi siêu phẩm. Đỏ 85 ngàn. Có mút ngực rút hai bên hông. Đỏ 85 ngàn cho em mấy chị ơi. Lên đơn cho em đỏ 85 nè. Đỏ 85 ngàn mấy chị. Rồi. Rim 145S chị Huyền Trang. Rồi. Lên đơn cho em. Bộ này cho em 59.000 bộ đùi, đùi 59. 85 Tuyết Nguyễn. Đùi cho em 59.000 luôn mấy chị ơi. Đùi thun 59.000. Comment cho em mã đùi 59. Đùi 59 nha, đỏ hết. Rồi xét đỏ 85 mét. Ngố này 99 luôn mấy chị ơi. Ngố này vải dày lắm nha. Ngố 99 nha. Lên đơn cho em mạng ngố 99. Ngố 99 nha. Ngố tay dài 99 nha. Đùi 59 chị Quỳnh Phương Lê. Ngố 99 nha. Đùi 59 em hết. Rồi mạng ngố này xả cho chị 79 nha. Lên đơn cho em mạng ngố 79 nha. Ngố này xinh quá trời luôn. 38-60 kia là mặt đẹp. Ngố 79. Có bên hồng 79 cũng được. Hồng 79. Trời ơi, cái xuân này quá đẹp luôn các ơi. Màu xanh ngọc trắng bóc luôn nè. Xanh ngọc này bao sang. Comment cho em mã này là mã xanh 99 đấy mấy chị ơi. Xuân ngố 79 chị xoáy lên mùi mùi. Có lót dày lắm nha, có dây tăng đơ luôn đó. Xanh là 99 ngàn. Xanh 99 ngàn, có quần đồ rinh nè. Em mặc rồi đó mấy chị, vải rất là đẹp. M 99 ngàn. Size M 99 ngàn mấy chị nha. Xanh 99 chị Sam Sam. Chị Sam Sam cọc đi chị ơi, đơn hàng mình nhiều lắm chị ơi. Size M 99 ngàn. Rồi nâu 119. Sơ mi Quảng Châu. Em thấy mình nha chị Nguyễn Tuấn ơi. Nâu 119 giùm em. Nâu 119 em lên đơn cho mấy chị nâu 119 nè. Nâu 119 ha. À dạ 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 em quên chị Sam Sam. Em quên. Nâu 119 nè mấy chị ơi. M99 không ai chốt à. Nâu 119 chị Quân nha, chị Quân nha. Hàng chị nha. Chị ơi đơn hàng mình nhiều lắm chị ơi. M99 chị Thảo My Nguyễn. Thảo My Nguyễn ơi Quân có đẹp lắm. Thiệt em cũng có một cái mà em lấy rồi. Không 79 em hết. Rồi 99 sơ ngố cho em 99 ngàn màu vàng. Có mình vàng 99 cho em nha. Sơ mi ngố vàng 99. Vàng 99 ngàn cho em. Rồi ngố 79 trắng. 79 trắng. Có mình cho em 79 trắng cả nhà ơi. Vàng 99 ngàn. À trắng 99 ngàn. À quên lộn. Trắng 79 ngàn. Nó liệu rồi đó. Trắng 79 ngàn giúp em nha. Trắng 79. Rồi con này cho em caro 75 luôn mấy chị ơi. Sơ mi caro 75 ngàn nè. Quá xuất sắc luôn. Sơ mi caro 75k. Chị nào lấy lên đơn cho em mã sơ mi 75k luôn mấy chị ơi. Ủa ngố 79 đẹp lắm mọi người. Đâu hết rồi.
Em mời trên 9 hết rồi. Cho em mã Caro 75. Ủa mọi người ơi, mọi người ơi, mọi người, hết mua được là em nghỉ nha, chứ mất thời gian quá à. Mày chơi chơi chồng bò đi. Em không biết nữa chị Cục mà chị Ngầu ơi. Ngô trắng 79 chị Nguyễn Tuấn. Rồi một con sơ mi phong rộng, dấu quần. Kèm cho em một cái này. Xe cho người 89.000. Hai món nhá. Comment em sale cho mọi người 89.000 mọi người. Xe 89. Sơ mi kèm ghi lê 89.000 thôi đó mọi người ơi. Rẻ lắm luôn. Ồ oh, đen 55 nè mấy chị. Bô rip đen 55.000, comment đen 55. Mấy chị ơi, mấy chị tương tác đi em ơi. Chị Yến nghỉ, chị Yến đi nhậu á chị ơi. Phụ huynh coi la là chết hay mấy. Nha. Chốt tôi nha trời. Xe 89 chị Sam Sam. Mấy phụ huynh coi nhiều lắm em ạ. 55 chị Tuyết Nguyễn. Gì chừng rủ mẹ chị đi nhậu mà. Thế hồi nãy em thấy cái này ở trong phòng đấy. Không, cái đó phải bị lỗi, còn đây khác, cái đây mới mà. Sơ mi 99.000 ạ. À. Em tải chị Nguyễn Tuấn ơi mới chốt cho mình rồi đó chị ơi. Sơ mi đẹp lắm. Mà phải 99.000 chặn em hết. Dạ cho các chị luôn 99.000 mã sơ mi. Sơ mi 99. Sơ mi 99 chị Đỗ Ly Ly. Con này xem người trắng 60 này, bô rip này. Trắng 60.000. Dạ khán chê xin xuống cả đi kèm với ạ. Quần sọt em hết. Trắng 60. Chị Bích Linh cho em xin xuống thoại với ạ. Ôi body đẹp quá nha. 75 xanh luôn. Xanh 75. Em còn. Còn xanh. Em còn xanh ạ. À. Bằng da beo còn xanh đó chị Tân Hồ. Độ tại 75 ngày, chính là 99 ngày đúng không? Rồi cho em xanh 75, body dây 4 nha. Trắng 60 Thủy Vi. Xanh 75, body. Con này cho em mã trắng 45 mấy chị ơi. Trắng 45 ngàn. Trắng 45 ngàn. Cho đi chụp ít quang, mai ít quang đã quên mất. Mai người ta đều đây. Dạ yeah. Sơ mi 99 chị Gia Khánh. Đen. Đen 45. Trắng 45, đen 45. Rồi, bãi đẹp kìa. 95 ngàn xanh cho em. Xanh 75, xanh xanh. Bộ này xem mọi người 95 ngàn luôn. Nên đưa cho em mà 75 ngàn. Rồi, set này có một quần đùa với một áo bèo nha. 95. Set đam mà em vẫn còn, chị nào lấy con mày là 95, bất bất đi là có đơn ạ. Set 95. Của áo thun 45 ngàn mai chốt luôn. Nên đơn cho em trắng 95 nha. Xanh 95 chị Nguyễn Hoàng Anh Trâm. Rồi beo 99.000 nè. Ngố. Ngố beo 99.000. Giờ lấy lên đơn kem mạng ngố beo. Beo 99 luôn. Xét ngố nè. 99.000. Beo 99 chị Bùi Thùy Dương. Jean 139. Sơ Merin 139.000. Còn một cái nha. Comment cho em Rin 139 nè. Rin 139 nè mọi người. Lên đơn cho em Rin 139. Không nha chị Tân ơi. Lên bờ ra rồi chị Thảo Thảo ơi. Con này lên cho em mã 140 đi mấy chị ơi. Rin 140 tặng, bán và tặng. Bao đẹp. Rin 140 dày ơi là dày luôn khách ơi. Cái này mà bữa đó không có bán, bây giờ phải bo trên 139, nó này riêng sập thì là 140 nha. Riêng 139 chị Cẩm Tú. Chị Lê Phan cho em xin số tại đi kèm. Nô 79.000. Con 139 là thế nào? Chị 140. Con này à. Nô 79 nè. Nô 79.000. Cho em nô 79 nha. Nô 79. Rồi, ngố 99 ngàn còn xanh này. Ngố, chậm chạy kìa. Con này cho em mà ngố 99 nha. Đẹp quá trời chưa, dày cui luôn. Nô 79 Nguyễn Tuấn. Mẫu đang mặc cho gì Becky. Mẫu đang mặc 95 ngàn thôi. Xanh 99 cho em.
Rồi set cho em mã này cam 89. Đẹp ghê á, mặc ở nhà xuống rồi là xuống có 89.000. Sẽ là mặc 55 cân là mặc đẹp mã 95. Sơ mi Burberry 95.000 nha. Chị Ly Va là lấy trắng với đen luôn đúng không chị? Đúng rồi, cho em xin chữ ok nha. Đen 45 chị Ly Phan nè, trắng 45 chị Ly Phan nè. Còn cái số điện thoại không thì bỏ nha. Rồi cam 89 Nguyễn Tuấn nè. Ở cam 89 Nguyễn Tuấn. Ủa đang mặc 60 là cái gì ạ? Một trăm hai mươi ngàn còn đen. Cam men cho em đen 120.000. Bộ thể thao 120 đen. Trời đẹp quá nè. 120.000 thôi đó. Đen 120 nè. Chị Lê Phan cho em xin số tạo đi kèm với chị ạ. Lê Phan chốt trắng đen 95 rồi. 45 rồi kìa, không ghi hết. Đen 120. Hồng 120 cho em. Thôi có hồng cho em 99.000 nè. Bán tặng 99.000. Đầm nha, đầm. Đầm suông. Đẹp lắm, hồng 99. Rồi, cái set này còn. Set này xanh 135 giùm em nè. Quần tata. Cái này nó hơi nhăn do hàng bị bom nha. Comment cho em xanh 135. Xanh 135.000, mã xanh 135 giùm em. Xanh 135.000, chị nào lấy lên đơn cho em xanh 135. Rồi hồng 79.000 mấy chị. Hồng 79.000, giờ lấy đơn cho em mã hồng 79 nha. Xăm 135 chị xăm sang. Ngũ hồng 135 nhé. Hồng 79. Hồng 79 luôn. Hồng ơi chị Hà Đinh. Hồng gì? Hồng gì chị Hà Đinh ơi? Mã nào? Mã nào chị ơi? Rồi lên đơn cho em vàng 99, vàng 99.000 nè. Bộ này có vàng xanh rồi đó. Vàng 99.000 nha mọi người, mã đẹp quá à. Comment cho em vàng 99 luôn nha. Chờ lên đơn cho em vàng 99.000 bộ lụa nha. Đây lấy không? 79 là gì? Sơ mi chị mặc 95 chị Ly Phan. 95.000 là nguyên set luôn như Ly Phan ơi, chứ không phải là một cái áo không đâu. Xét xám thể thao cho em. Trời đẹp quá mấy chị. 120k. Xả tặng luôn đó. Vừa bộ áo khoác nha. Bộ này bộ vô tâm bộ khoác vô tâm 95. Xám 120. Xám 120. Con này em có nu với lại mà hình con gấu màu nu và màu trắng trái tim. Comment cho em mã trái tim 99 và mã nu 99 nha mọi người. Mango là 165.000, giảm xả có 99.000. Cánh dơ tay lỡ luôn á. 99 có nu và trắng á. 99 có nu và trắng. Chị lấy đơn cho em 99 nu 99 trắng. Đọc comment chưa? Rồi bộ này 79 đen. Sơ mi đang mặc là 95.000 nha mấy chị ơi, chị nào lấy comment là 95 là có đơn ạ. Rồi cho em 79 đen cả nhà mình ơi. Ngố 79.000 đen. 79.000 đen nha. Em thấy mình nha chị Hồng Lanh ơi. Ngố Mickey 100.000 còn nè. Cho em ngố Mickey 100, còn mình cho em ngố 100, còn nu 100 được. Đẹp ghê, có 100.000 rồi trời. Và đúng đẹp luôn nha. Này bị bom nó hơi nhăn tí thôi. Đẹp 79 chị Yên Kim. Nó hơi nhăn tí xíu thôi cả nhà mình. Rồi cho em mã nu 100 nha. Rồi sơ mi phong rộng. Sơ mi 95 Phạm Tuyên. Sơ mi phong rộng 85 trắng. Chị mặc. Lên đơn cho em mã trắng 85 nè. Cánh dơi phong rộng trắng 85.000. Trắng 85.000. Trắng 85.000 luôn. Trời ơi, bí 135. Nguyên set 95 chị Ly Phan. Nhầm, 125.000. Ly Phan có rồi, còn lấy nữa. Con này lên đơn cho em hồng 125. Sẽ đẹp mấy người, mấy bà ơi, đẹp lắm, tin tôi đi lấy liền. Lè lan liền, sẽ rất là đẹp. 125 hồng. 125 hồng giùm em. Hồng 125. 99 nâu chị Kim Tươi. Mũ này
đây cho em 99 ngàn màu kem. 99 đô là cái gì? Ừ, 100 chứ. Ngố nu là 100 chứ kem tươi. Kem tươi có mình sao vậy? Chị kem tươi chị lấy mẹ ngố nu thì chị có mang lại cho em với 100 nu nha. Ngố kem 125 chị xem. Ngố kem 99 ngàn. Ngố này Quảng Châu 85 nha. 85 trắng chị Tú Anh Dương. Ngố kem 99 ngàn. Ngố 99 cho chị xoáy lên 11, xoáy lên 11 cọc chị ơi. Nô cho em 65k, comment nô 65. Xét chị mà em vẫn còn, chị nào lấy comment là 105 là có đơn ạ. Comment cho em nô 95 Burberry là có đơn ạ. Nô 60 ngàn vậy ạ. Ngố kem 99 hết ạ. Nô 60. Rồi sơ mi đẹp quá nè. Sơ mi phối riêng 140. Con này xuất sắc nha. Con này riêng cái phao em bao trong chị mặc chỉ có từ đỉnh thôi. Sơ mi 140. Nô 65 Thanh Hương. Sơ mi 140 nè. Bao đẹp. Sơ mi 140. Sơ mi 140. Ui le 115 còn đen. Le 115 còn đen. Con mình cho em le 115. Le 115 nha. 140 chị Kim Thuy. Le 115. Rồi con này là le 114 đây mấy chị. Le 114 ngàn. Dạ ok mà. Chị xoáy lên 11 chị cập cho em đi rồi em chốt cho mình nha chị ơi. Mã này là 114 nè mấy chị nha. Còn đen là 115 nha mọi người. Lưu ý giùm em nó có hai mã. Chú ý chứ để lộn nha. Trời ơi caro 110 ngàn. Caro hồng. Hồng 110 ngàn. Hồng 110 ngàn giúp em mấy chị ơi. Hồng 110 ngàn giùm okay, em. Ok Kim Thuy. Hồng 110 ngàn. Vải dày không? Trời em nói thiệt với mấy chị nhận hàng thử cái set này đi mấy chị ơi. Em bán quá nhiều rồi chứ không phải mới bán luôn á. Set này bán cực kỳ nhiều luôn. Rồi mã họ này cho em 116 nè. 116 ngàn là bằng người ta bán cái áo không chứ chưa nói cái quần đó mấy chị. Rồi set loe 116, 115, 114 đều còn hết. Rồi chung với nhau là gì? Ngũ hồng 99 ngàn còn. Mấy chị ơi, mấy chị em thích mạng nào mấy chị chấm em qua mẫu khác chứ mấy chị đừng có im lặng mấy chị ơi. Rồi hồng 99.000. Hồng 99.000 nhé. 116 loe chị Tăng Hồ. Hồng 99.000 ngố nè. Hồng 99.000. Cô xuống Burberry 80. Tặng luôn 80.000. Hồng 110. Caro á. Hồng 110 cho chị Khương Vy. Xuống 80 nè mấy chị ơi. Xuống 80 đồng xuống Burberry 80 ngàn. Xuống 80 ngàn nhá. No 99 quần đùi cánh dơi. Quần đùi cánh dơi là cái bộ nu á. Cái bộ mà con gấu á. Giờ đã vừa qua mấy mã rồi không nhớ luôn á. Cái bộ mango giống của Nhi á. Rồi cái set này là một con áo khoác len, vừa làm áo vừa làm khoác được một cái quần. Nô 99 cho chị Kim Tươi. Con này là hàng chị Lê Phan ơi, chị cầm báo với em chị ơi, chị muốn đặt hàng chuyển khoản chị đặt hàng chị nha. Đen 120 cho em ấy chị ơi. Set len đẹp lắm, đen 120. Đồ sexy á, trời đầy lắm mấy bà canh like đi. Set len này 120 ngàn. Mới đặt hàng hôm qua mà hôm nay nhận được rồi, thích quá. Em cảm ơn chị Kiều nhỏ nha. Bữa nay GNT đi nhanh lắm mọi người, đi cực kỳ nhanh luôn mấy chị ơi. Thật á, mọi người cứ đặt đi là nhận hàng nhanh lắm. Nói 3-4 ngày vậy thôi chứ 2-3 ngày là nhận được rồi mấy chị ơi. Rồi, cho em bộ này sale cho mấy chị luôn. 99 ngàn. Quần led jean áo sơ mi tay dài luôn. Quần led jean sơ mi tay dài luôn cả nhà mình nè. Lên đơn cho em mã quần led jean dài nha. Bộ này 99 ngàn, comment cho em vàng 99 đi. Vàng 99 ngàn. Có hồng đúng không nhỉ? Còn hồng. Nè nè, còn hồng không? Dạ. Rồi, em xả luôn còn hồng vàng. 95 ngàn hồng, 95 ngàn vàng, à 95 ngàn nu, 95 ngàn hồng đi. Đầm. Bộ đẹp lắm nha. Có hồng đậm với lại màu nu nè. Hàng đẹp lắm mọi người, vô chỉ mua là được chọn đúng nhé hả. Em cảm ơn chị Triệu nhỏ nha. Rồi đưa cho em 95 nu và hồng. Quá đẹp. Chúc đâu nhiều ơi. 99 vàng chị Phạm Tuyên. 95 nô và 95 hồng nha.
Chị Ngọc My ơi, chị bị bó màn với em chị ơi, chị muốn đặt hàng chuyển khoản, chị đặt hàng chị nhá. Kem hồng 65. Hồng 65 cả nhà mình ơi, bộ tung đùi 65.000 hồng. Tung đùi hồng 65. Khoác đỏ 85k cho em. 95 hồng. Đó, em có đó, chị là em chị nói đâu. 95 hồng em ạ. À, khoác 85.000 cho em đỏ nè. 95 hồng với chị ạ, Thùy Linh Kenly. Đỏ 85.000 nữa chị ơi. Đỏ 85.000 có 2 áo. 95 đâu chị Trâm Thùy Võ. Khoác vỏ 2 lớp 85.000 nha, còn hai con đỏ em xả luôn 85.000 cho mà mua nè. Bằng giá sỉ thôi đó. Bình thường sẽ 85 để 99.000 nay xả luôn 85 hết. Rồi xuống. Xuống này xinh lắm, 99.000 cho em, sọc 99.000. Sọc 99.000. Mấy chị em nói cái mạng nào mấy chị chấm chấm qua mạng khác nha mấy chị ơi. Sọc 99.000 nha các chị ơi, sọc 99.000 đầm xuông sọc 99.000. Oh my god, áo quá đẹp nè. Áo tự thư 120. Comment cho em mã trắng 120. Đẹp lắm mọi người nhìn nè. Trắng 120. Rồi set luôn. Cho em set 99.000 một quần tất ta một cái áo đi. Đây đây cho em set 120. Set 120 nha. Rồi ngố này cho em 75 xanh. Ngố xanh 75.000. Comment cho em ngố xanh 75. Rồi em gửi nha mấy chị ơi. Mấy chị like kiểu gì mấy chị không tương tác gì hết. Em giận với chị nô. Mấy giỡn nha chị. Giận, mai em chơi lại, mai em gọi nha mấy chị ơi. Xếp 120 chị Becky. Đen sọc này sale nè mấy chị nè. Con này em sale cho mọi người luôn là đen 89.000. Trời ơi dày lắm mấy chị ơi, rất là đẹp, nhân viên em mặc đẹp lắm luôn. Đồ này cho em mã đen 99 cho em nhập. Đen 99.000. Thúy, này Thúy. Rồi hàng hot girl nâu 99 luôn. Cái hàng này đẹp ơi là đẹp mà chốt không được là em nản lắm, em nghỉ liền. Đen sọc 89 VV. Sửa lại giá 99 cho luôn. 99.000 nha em bọc lộn. Rồi cho em nâu 99 luôn. Cái hàng đẹp như vậy mà 99.000 cái giá lại. Đẹp vậy mà mấy chị không chốt nạn lắm luôn đó mấy chị ơi. Cái bộ này 99.000 sửa lại giá, gặp cái giá cũ đi. Gặp cái giá con các con mình đi. Rồi cho em đen 95.000. Ở kem 95.000 nè mấy chị ơi. Kem 95k. Kem 95.000 cả nhà ơi. Bộ ngố này. Quá đẹp lắm luôn á. Kem 95 kèm số. Xếp 120 em còn một con nu. Comment cho em là nu 120 này mọi người ơi. Dạ không ạ, bộ chị mặc chỉ có một size mấy chị ơi. Rồi này này có một cái bơ giờ có một cái nu. Lên đơn cho em mã nu cho em 100. Nu này sale cho mấy chị 120.000, nu 120. Nu 120k. Nu 120 chị Sam Sam. Kem 95 cho chị Bùi Thị Như Huỳnh. Kem 95 nói gì? Maxi 115.000 mấy chị ơi. Cái này mình chị 99. Kem 95 là cái gì á chị? Đến này luôn đi. Bùi Thị Như Huỳnh đó. Maxi có mình kem 115 cho em, có sẵn mút ngực đồ đẹp ghê luôn. Kem 115 nè. Rẻ không? Rồi cho em 115.000 mọi mã loe 115. Bộ ni. Bộ ni hả? Bộ ni màu kem á em. Bộ ni kem nãy đâu rồi? Tin lại đi chứ để nó tìm giúp. Con vịt này nó vùi nó dễ thương quá trời, thêu luôn lắm bà. Loe 115 ha. Loe 115 cho em nha. Ok Kim Thuy. Loe 115. Bộ chị nó mặc là nó như vậy mấy chị ơi, chứ vô gì nữa mấy chị ơi. Nu 79. Nu 79 mấy chị không thích mạng nào mấy chị chấm chấm qua mạng khác nha. Nu 79 ngàn nè.
Nu 79 ngàn. Nu 79 ngàn. Xét loe 115 chị Khanh Đoàn. Trời ơi cái bộ đẹp mấy chị ơi, vàng 101 phải xốp xịt luôn, xốp giấy á mọi người. Vàng 110 cả nhà nhá. Vàng 110 ngàn. Comment cho em vàng 110. Vàng 110 cả nhà ơi. Trời ơi xét ngố sơ mi đẹp quá nè. Ngố 99 trắng. Ngố 99 trắng giùm em với. Đẹp lắm mọi người ơi, ngố trắng 99 ngàn nè. Ngố trắng 99k nha. Ngố trắng 99k. Mấy chị không thích cái mạng nào, mấy chị chấm chấm qua mạng khác nha mấy chị ơi. Xét đuổi luôn, đuổi đẹp vàng luôn. Vàng 110 nha chị ạ, kim tươi. Rồi con này cho em 99 ngàn cả đô. Có sẵn mút ngực. Ở sau có bao chun bảo bưu nha. Rồi lên đơn cho em trắng đỏ 99k nè. Con này quần 57 tên nữ bạn chung và đẹp. Đỏ đôi 99 ngàn. Quần 85 ngàn thôi mấy chị ơi. Đẹp không? Quần legging xả 85 nè. Comment cho em quần 85. Comment cho em quần 85 luôn. Sam sam đỏ, cái bộ đỏ đẹp lắm, hàng shop luôn á. Đỏ 99. Lên đơn cho em quần 85 nữa các bạn. Quần legging nha. Quần 85 ngàn thôi. Bộ vàng này 95 ngàn nè. Vàng 95 ngàn. Bộ này là ở hợi nha mọi người nhớ. Xem mọi người vàng 95. Vàng 95k. Áo tà trước ngã tà sau dài rất là dài nha. Trời lấy đưa cho em vàng 8. Vàng 95 ngàn thôi. Trời ơi cái hàng toàn thiết kế không. Rồi xét này cho em 110 thôi nè. Xốp giấy đẹp giả mang khóa kéo năm sau. Khóa kéo năm sau cho em hàng thiết kế. Có mút ngực luôn. No, vàng 95 bé Thanh. Chị bé Thanh ơi, chị cọc chị ở đơn hàng của mình cũng nhiều rồi chị ơi. Ôi trời, buồn quá. Chị Gia Khánh ơi, chị nghe máy giùm em đi. Bên em có 10 số chốt đơn lận chị gái ơi. Bên em có 10 số chốt đơn lận. Mọi người không nghe máy là bữa sau mua lại không được đó nha. Comment cho em khóa kéo năm sau nhá. Xếp này 110 nè, đẹp không? À, đẹp rồi. Xếp 101 chị Bùi Thị Như Quỳnh. Rồi. Xếp bí vàng 99 ngàn. Khỏi đâu. Vàng 99 ngàn. Vàng 99 ngàn mọi người nha. Xét bí vàng 99k. Cái này của quần của nào. Đó. Xét bí vàng 99 ngàn thôi. Đầm xốp tổ ong hồi sáng. Đầm công chúa mọi người. Không cần mặc cái tùng luôn, nó vẫn vòng nha. Vàng 99 sam sam. Em sale cho mấy chị luôn là trắng 119. Đầm xốp 55 còn là mặt đẹp 119 ngàn. Xét 100 mua em hết. Rồi. Chị đang mặc là 95 ngàn, chị đang lấy công là 95 là có đơn. Ngố trắng cho em 99 ngàn, con mình nó dày ơi là dày luôn, hơn somirin luôn á. Ngố trắng 99 ngàn giùm em. Lên đơn cho em mạng ngố trắng 99. Ngố trắng 99 ngàn nha. Rồi cho em mạng ngố này cho em 65 ngàn, à bên 75 ngàn. Hồng 75 ngàn ngố. Tuy nó phân hàng là cũng thật được đạp lên đồ nha, có bị có kính á. Rồi con này cho em hồng 75. Ngô 199 Ngô Hằng. Đẹp chưa? Trời ơi là dành luôn hồng 75 ngàn. Hồng 75 ngàn nha. Màu trắng này. Này này. Ngô 75 Bùi Thùy Dương. Mỗi lần xả hàng là cái mũi của em nó muốn rớt ra ngoài luôn ấy má. Nó bù giả mà em thiệt. Rồi cho em áo gió 99k. Khoác gió. Khoác gió em xả tặng 99 ngàn mã. Khoác 99 ngàn nha. Khoác 99 ngàn nha mọi người. Khoác 99. Chờ cái set rêu không có bán nha. 50 bạn tay 50 bạn chung phong quẩn xuông. Ok chưa? Rồi set nơ này cho em 115 ngàn. Có dây tăng đơ luôn với mút ngực, có khóa kéo. 115 rêu cho em thôi. Không có bán rồi bị xả ra nè. Rêu 115. Rồi lóc áo khoác này xả luôn 99 ngàn. Comment cho em là nu 99 nè mọi người nhé. Khoác gió nu 99 ngàn.
comment cho em bảng nô 99. Nô 99. Đây tặng đầu tay. Xếp vào đảng là vàng 99 ngàn u là trời. Nô 115. Treo đó. Rêu 115 chị ở quận Phương Lê. Vàng bò 99 ngàn nè. Nô 99 vây vây. Vàng bò 99 nè. Nhớ em đi. Hai đôi chân đã khác đường. Vàng 99 Gia Khánh. Rồi cho em sẽ add 145 ngàn. Lâu ta hát một cái mà nó kỳ thị ghê không. Trên đen 145 sẽ add. Tao giận. Add 145 nè. Đây của sĩ sao tụi đang bỏ vô nè đứa kia. Ủa cục sĩ của Như Như đã xảy chưa? Như Như rồi khoác em còn miếng lót rồi luôn. Tặng 85 ngàn thôi nè. Của sĩ bom nha mấy má. Tặng cho vui thôi chứ không có lời gì luôn nè. Cái này bán không đủ hàng. Hàng ấy luôn rồi vốn luôn á. 85 đen, trắng, hồng, vàng, phát gió hai lớp nha, 85 ngàn. Hàng tặng em không em thề em 99 ngàn là không ai bán rồi, đừng nói giá 85. Rồi xả 85 ngàn đó. Của sĩ bom nha. Cái này sẽ cho mọi người 99 đen. Bom nam nữ mặc đẹp 99 đen. 99 đen cho em nè. 85 đen trắng chị Vy Vy. Rồi 99 hồng có hai con. Đồ dày dày. Em còn hồng vàng. Khoác này nam nữ mà cặp đẹp 99 ngàn. Chị không cần còn hồng. Không có thấy đâu. Em còn một con vàng. Bên nhau thì ngay đó đừng xéo tương tư cho nhau. 99 còn hồng, đen. Hai con này thì form bumper form rộng á. Giống như là nam. Nhìn sợ sợ mấy chị. Rồi lên đơn cho em 99 hồng, 99 đen. Em còn mã 85 còn vàng thôi ạ. Còn 99 còn hồng đen. Hồng 99 Lê Thị Yến Nhi. Còn một cái nữa. Mộc Yến kèm số nè. Chị Mộc Yến cho em xin số điện thoại. Sẽ ra mặt cho chị Thủy Tiên có 95 ngàn. Mai gọi cho đơn đúng rồi, bên em sẽ like một ngày, like một ngày chốt. Nguyễn Thị Hồng Phúc lấy mã hồng 99 để comment lại giùm em nhé. 85 hồng hết, 85 chỉ còn vàng thôi. Chị Mộng Yến lấy 99 để comment cho em. Rồi, chị Mộng Yến có 99 hồng luôn nè. 99 em còn đen nha, 85 còn vàng thôi. Rồi cho em trắng 99 ngàn, con này bomber của laptop. Chị Nguyễn Thị Hồng Phúc em còn màu vàng 85 thôi nha chị ơi. Rồi, con này của laptop là dày lắm luôn. Cho em trắng 99 ngàn. Đứng đây như số và chờ em tới. Trắng 99 nè. Hồng 99 nghìn. Trắng 99 chợ hôm mát cà rong. Chị ơi chị cho em xin cái. Ơ quên chị ơi chị. Gì? À chị ơi chị chuyển khoản chị ơi đơn hàng mình nhiều rồi chị ơi. Chị ơi em bị cà lâm. Cho em hồng 99 ngàn nè mọi người ơi. Cho em kìa, cho em mã hồng 99 là mã này nha. Khóa kéo cho Nguyễn Hồng Phúc nè, ok cái này nè. Đây. Khóa trắng hết rồi. Khóa trắng em hết rồi. Rồi bộ này em xả cho người 65 ngàn thôi. Mọi người mua nhiều trên 5 cái cọc đi nha. Ok. Rồi em biên cái hóa đơn chị Bưu Trần xem gửi Zalo gì chứ là điều tra các thằng giao hàng cho chị Bưu Trần là thằng nào á. Giao hàng khách mất dạy lắm, sao mất khách chết. Nó ở bên công ty á, chụp cái đó gửi qua. Dạ ok chị Bưu Trần, để em giải quyết liền cho mình ạ. Rồi con gói bằng nhung nhá, 65 trắng. Em tới tận nơi em tắm nó luôn. Đốt nhà luôn thằng quỷ. Shipper có người này người kia mọi người thông cảm nha. Rồi cho em trắng 65. Cái đó là bên đối tác giao hàng của em chứ không phải nhân viên của em. Nhân viên của em đã tới công chuyện rồi. Trời ơi cái video quá đẹp luôn mọi người ơi. Comment cho em. Chụp cái đó Zalo cho chị Phương Tuyến giải quyết.
kêu chị ơi, chị điều tra cho em shipper nào xử lý gấp giùm em cái, chị mất khách hết. Rồi cho em trắng 99 ngàn cả nhà ơi. Sơ mi trắng 99 ngàn mọi người nha. Sơ mi trắng 99. 65 trắng Mỹ Nguyễn. Rồi chụp này qua luôn. Chụp cái này qua luôn nhân tiền. Đó, cái chụp comment của chị Vũ Trần qua luôn. Thế mà đơn mấy triệu không? Giữ đơn khách nữa nè. Chụp cái Vũ Trần ở trên á. Rồi cho em cái này 95 ngàn nè. Trời ơi sơ mi đẹp không? Comment cho em sơ mi 95 nhá, sơ mi 99 và sơ mi 95. Chứ là chị điều tra shipper nào giao hàng cái đơn này giùm em, chứ làm ăn vậy mất khách em hết. Hôm bữa khách đã nói một lần, em nói một lần rồi bên chị chưa xử lý hả? À gì đó chị Tân Hồi. Con này sale cho em ạ, caro 60, trời có tay đẹp chưa? Sơ mi 95 Ngô Hằng. Comment cho em caro 60 nè. Con này đẹp ơi là đẹp luôn á, caro 60. Thôi. Từ hôm bữa em nói một lần rồi mà chị chưa giải quyết cho em hả? Để giữ đơn khách không chịu phát khách luôn kìa. Rồi set này 100, trời ơi 125 ngàn, set bí quá đẹp, đen. Bí đen 125. Bí đen 125 cho em. Giày ơi là giày hàng thiết kế nhá. Bí đen 125. Caro 60 Trần Thủy. Bí đen 125 giúp em với. Xin ơi là xin. Xuông này cho em size size của mấy chị 50-55 kỳ nha, 99 ngàn. Mã xuông 99 ngàn giùm em. Xuông này 99 ngàn giùm em mấy chị ơi. Đen 125 sam sam. Nên đơn cho em mã xuông 99 ngàn nè mọi người. Rồi sẽ làm qua sáng 610. À ngày mai bên mới gọi nha chị Nhi. So ơi, là sáng là chiều bên em dùng đơn lại cho khách rồi ngày mai mới gọi ạ. Con này lên đơn cho em 110 đen. 110 đen nè mấy chị ơi, sẽ đẹp lắm luôn ý. Nè. 110 đen. 110 đen nè, mang qua trả đi. Nhớ bỏ ra để quên. Đem trả. Không. Nhiều. Không nhớ nhầm là có đoạn này. Nhớ hả? Rồi xanh 110 cho em nè. Trời vào đây ba. 110 xanh. Đem 101 Trần Thủy. Xanh 110 nha. Chị Trần Thủy ơi, chị cọc chị ơi, đơn nhà mình nhiều rồi chị ơi. Trời bờ ra đen 55 nè mấy chị ơi, quá rẻ. Bờ ra đen 55 ngàn, em có cam nu ruốc đen 55 ngàn thôi mấy chế. Bờ ra nào có gì tăng đơn, em mặc chụp hình cho mấy chị đăng up Facebook luôn rồi đó. 55 ngàn đen nha. Đen cam nu ruốc nha mọi người. Đen cam nu ruốc các kiểu luôn. Cho em sọc. Bờ ra đen chị Vy Vy. Con này cho em 79 ngàn. 79 ngàn sơ mi nhá, sơ mi 79 xanh. Xanh 79 ngàn. Khoác 99 ngàn, mã khoác 99, có gió hai lớp chống thấm này. Rồi 99 ngàn. Giờ lấy lên đơn cho em mã 99. Sọc 79 Bảo Trân. Chân vải diễn có nha. Rồi lên đơn cho em khoác 99, mã đẹp ghê. Dày ơi là dày. Khoác 99. Ngố này cho em 99 ngàn, comment mã ngố 99 cho em nè. Gấu bun cực kỳ xinh nha, phong rộng. Comment cho em mã gấu 99 ngàn. Rồi gấu 99 ngàn. Thêm một bờ ra đen với cam chị Vy Vy. Trắng cho em 99 ngàn. Hồng dữ nha. Rồi con này đẹp lắm mọi người ơi. Viền này viền theo mà viền in đâu. Viền theo xịn sò lắm. Lên đơn cho em mã 99 trắng luôn. Đây đôi game 99 trắng luôn nè. 99 trắng. Trắng 99 chị Hiền Hanh nè. Trời ơi cái đầm quá đẹp trời. 101 luôn đi. Đúng 110 ngàn. 110 ngàn. 110 ngàn xanh trắng. À xin lỗi có một màu trắng thôi 110.
110.000 kèm màu cho em nè. Giờ lên đây cho em mã 110. Mấy chị ơi, mấy chị không đáp lại rồi, mấy chị chấm chấm điểm qua mã khác nha mấy chị ơi. Trả 110.000. Đầm trắng 110 chị Vy Vy, chị Vy Vy ơi, chị cọc chị ơi, đơn hàng mình nhiều rồi chị ơi. Vy Vy cọc cho em 200 chị Vy Vy. Mai Bê cũng trừ tiền trên đơn hàng cho mình luôn nha chị ơi. Đầm sốt tổ ong cho em 119.000 trắng và 119.000 màu xanh nè. Mấy chị ơi, mấy chị đầm công chúa này xinh lắm luôn nè trời. Mấy chị ơi, mấy chị không thích mã nào, mấy chị chấm em qua mã khác nha mấy chị ơi. 119 trắng với xanh. Đầm sốt tổ ong có cái năm sau đầm công chúa đẹp lắm. 119 trắng. À dạ rồi, ok chị Vy Vy. Trời ơi, bộ này má ơi, sáng không có chốt. Đen 100.000. Cho em đen 100 nha mấy chị ơi. Bộ này đen 100.000. Bộ lụa đen 100k giùm em. Nhiều thằng shipper lương lắm. Rồi. Trời ơi, hồi sáng nhìn nhau lấy giờ không còn đây tức ghê á. Đen 100. Đầm 192 trắng 1 xanh chị Huyền Trang. Có ghi âm lúc thêm cái xanh lại có nhiều trắng, chị Huyền Trang mã 119 em còn màu, em còn màu đỏ màu xanh rồi. Cam 99k mấy ơi, cam 99k. Trời má ơi, bộ này mango, bộ này tay ngắn nha, đẹp lắm, chín cổ sen, mở ra ba bì gái ơi. Ai bày vậy? Em tắt màn hình khỏi chị đi. 110 trả em ơi. Con này lên đơn cho em mà 99 cam nha mọi người ơi. 99 cam à. 99 cam. 99 cam giùm em. Rồi cho em 99 đồ đẹp quá nè. 99 hồng. Ngố nha. Thôi bị xuất sắc 99 hồng giùm em. Hồng 99 nha cả nhà mình ơi. Bộ này họ vải mới nhận hàng hết chưa mấy chị? Bao đẹp cho chị nhà mình luôn. 99 hồng. Cô chị luôn ấy. 99 nó kem 99 hồng đậm nè. Công anh 2 trắng 1 xanh ạ. Rồi áo đấy 60.000. Huyền Hana lấy bộ hay là lấy gì đó tình yêu? Huyền Hana ơi, chị công anh gì em kinh tế thì bộ 99 hồng. Bộ hay là kho ăn ngối vậy? Đồ em khoảng 55 cân độ về mọi người mặc đẹp. Rồi lấy nhiêu cọc cho Diễn thêm 500 hay nhiêu được, em chuyển khoản nhiêu cũng trừ ra à. Chị lấy bao nhiêu chị cọc bao nhiêu bên em ngày mai cũng trừ ra chị ơi, bên em không có giữ tiền à. Rồi nó mắc quá rồi, nó chịu nổi rồi. Rồi cho em 60 đen nè. Dạo này mắc yếu lắm luôn ấy. Ngồi bóng điện cỡ mấy tiếng là nóng. Dạ ok chị Huyền Hà nè. 99 hồng với chị Huyền Hà nè. Em sẽ mắc lắm mắc của em cho chị. Mỏ tôi thối nha. Thần la. Bộ đồ bộ trăm. Mắt kính hàng đây 100 chị Trần Bảo Linh. Cái mắt kính của em là gọng kim loại nha. Đưa cam body với lại xịt bữa đây. Rồi mắt kính hay là hàng gọng kim loại nha mấy chị ơi. Gọng kim loại. Cái hàng gọng nhựa hồi trước em đã bán cho mọi người là 65 đúng không? Nhưng mà cái này là gọng kim loại, người ta bán không dưới 200 đâu. Em chốt sale tại Lam, tại Lai giống vậy này. Gọng là gọng đen nhám, rất là đẹp luôn mấy chị. 99.000. Giá em biết của nó 250 đó mấy chị ơi. Rồi em sale cho vậy là kính 99.000 tặng kèm bao da nha mọi người nhé. Nó sẽ tặng kèm cho mấy chị một cái bao da như vậy. Đó, chị nào mà mua đơn hàng có quần áo mà đặt thêm kính là có giá 99 thôi, rất là rẻ luôn đúng không ạ? Nhá. Rồi, mắt kính em bán cho mấy chị là siêu rẻ luôn, em bán 600 cái mắt kính rồi. Nha. Em bán 600 cái mắt kính rồi đó. Rồi, kem body 250 đang sale còn 250 đang sale còn 99.000 luôn mã mắt kem body. Kính cho chị Nguyễn Trâm, chị Tăng Hồ. Kem body em đang xả còn 99.000 mã kem body mấy chị nha. Không bết rít, không lộ vân kem mà tẩm thấu cực kỳ nhanh mấy chị, để em rất là trắng đúng không ạ? Thì á, trong này cái bảng thành phần của nó sẽ có này vitamin B3, vitamin E và vaseline collagen nữa. Thì những cái thành phần này chủ yếu là cấp nước cho da. Da các chị mà đủ nước, căng bóng thì tự nhiên nó sẽ lên tông trắng hồng cực kỳ tự nhiên luôn. Đừng có quan trọng cái chuyện làm trắng quá. Da của mình chắc chắn nó phải đủ dinh dưỡng nè, nó phải căng bóng nè. Thì khi đó mình nó lên tông màu thì lên được tự nhiên á mọi người, rất là đã luôn. Thì kem này hàng của Thái nha. Có chỉ số chống nắng là 45 cho nên mọi người xài 3 ngày thì rất ok. Nhưng mà theo em á, để mà trắng nhanh thì xài ban đêm thôi nhá.
Rồi, chất kem của nó là chất lotion, không bết rít, không lộ vân kem, thẩm thấu siêu nhanh luôn. Nói chung là xài như không xài vậy đó. Xài liên tục một tuần với chị Ngân cho em và thử có trắng hay không là biết nè. Chứ có một số dòng kem nó chỉ make up thôi chứ nó không có trắng thật, đúng không? Rồi, kem body là mã kem body luôn nha, 99.000 còn xịt bưởi này, cách bọc tóc. Chị nào mà sau sinh gãy rụng hoặc tóc của mình khô sơ yếu gì đó thì xịt kem xịt bưởi này cho em một ngày 2 lần. Đảm bảo sau một thời gian là các chị tóc chắc khỏe rất là ok, nó bóng, nó mượt và nó mực bóng luôn á nha. 140 sale còn 99.000 mã xịt bưởi. Rồi em offline. Đó, mọi người để em mặc cái gì cũng đẹp hết đó, tại vì thứ nhất là em trắng. Nha mấy chị, thứ nhất là em trắng. Mà mọi người biết không, trắng á là mặc cái gì cũng được hết á. Xiên một chút nha, mua về đừng có dục đó, mua về là phải xài cho em. Nếu mà xiên thì xài sáng tối, một tuần tẩy tế bào chết 2 lần. Ở đây em cho tới nào đi, cái giường nó tự nhiên xử lý đơn bu trần nha Nhi. Đừng có đơn đó bao nhiêu Nhi xử lý đi em. Quỳnh Phương Lê kem. Chị ạ, kem thử cho em ok chị nè. Rồi ba mọi người nhé.